Chương 1547: Mang đi binh dũng. Đại lễ tộc trưởng Phương gia Nam Thiên Tinh cuối cùng đã kết thúc hoàn mỹ, cả đệ Cửu Sơn Hải, tất cả tông môn thế lực, từ ngày này trở về sau, khi thấy được Phương Tú Phong đều phải khách sáo chào hỏi, bởi vì Phương Tú Phong là đại biểu cả Phương gia Nam Thiên Tinh, cũng từ nay về sau phần lớn tộc nhân Phương gia đóng giữ, theo trận pháp mở ra, cùng với Đông Thắng Tinh trên một ý nghĩa nào đó, đã liên tiếp cùng nhau, đồng dạng như vậy, bảo vệ Nam Thiên Tinh, cũng theo Phương Tú Phong trấn thủ, trở thành việc của Phương Gia, không chỉ là việc của cá nhân ông. Về điểm này, là Phương Thủ Đạo cũng thế, Phương Ngôn Khư cũng vậy, đều không có gì từ chối, bảo vệ Sơn Hải Giới, đây là lời thề của La Thiên Gia Tộc. Mạnh Hạo rời đi, sau khi đại lễ phụ thân nhậm chức kết thúc ngày thứ ba, hắn cáo biệt cha mẹ, bay ra Nam Thiên Tinh. Hắn cũng không biết chính mình lần sau trở lại là khi nào, cho nên trước lúc này, muốn đi gặp mặt một số cố nhân, muốn đi đòi lại một số món nợ bên ngoài. Trạng thứ nhất của hắn là Đông Thắng Tinh. Khi thân ảnh mạnh hạo mượn trận pháp Nam Thiên Tinh, trực tiếp truyền tống đến Đông Thắng Tinh, hắn bay về phía tổ trạch, đi tới ngọn núi nhất mạch Đan Đạo, thăm viếng Đan Lão, gặp lại cố nhân, cuối cùng phương thủ đạo giúp hắn mở ra tổ địa của gia tộc. Mạch hạo nhìn lốc xoáy to lớn xuất hiện trong thiên địa kia, nhìn bên trong lốc xoáy, thấy binh dũng lần nữa hóa thành ngọn núi trong tổ địa quen thuộc làm cho nội tâm hắn chấn động trong đầu hắn lần nữa hiện lên kha vân hải cha mạnh hạo lẩm bẩm cất bước bước chân vào trong lốc xoáy xuất hiện ở phía trước binh dũng kia gần như ngay khoảnh khắc mạnh hạo xuất hiện binh dũng vốn đang ngủ say nhưng đột nhiên khí tức trên người thức tỉnh chậm rãi mở mắt trong thân thể nổ tầm ầm từ từ đứng lên khí thế chuẩn đạo ầm ầm bùng phát nó đang đợi mạnh hạo đến chờ Mạnh Hạo mang đi. Ngày này, cuối cùng đã tới, ta sẽ mang ngươi đi, vĩnh viễn, theo bên cạnh ta. Mạnh Hạo nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve binh dũng, khí tức đến từ trên người binh dũng là hồi ức về kha phụ trong trí nhớ của hắn, còn có một binh dũng khác, ta nhất định cũng phải tìm trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vung tay một cái, lập tức binh dũng liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay vào bên trong tiên khư mà Mạnh Hạo lấy được từ Hải Mộng Chí Tôn binh dũng sớm đã đồng hóa cùng tiên khư cái nó đồng hóa không phải mặt đất mà là khí tức của tiên khư cho nên nó không thể rời tổ địa một khi rời đi không có khí tức của tiên khư nó sẽ chết cho nên mạnh hạo mới từ hải mộng chí tôn yêu cầu một phiến tiên khư đại địa hắn chính là vì binh dũng thời khắc này nhìn thấy binh dũng bay vào trong tiên khư trong lòng mạnh hạo khẩn trương dù sao hết thảy đều chỉ là phán đoán của hắn dần dần sau khi hắn thấy binh dũng không có khó chịu lúc này Mạnh Hạo mới thở vào nhẹ nhõm, từ nay về sau, chúng ta cùng nhau, đi khắp sơn hải giới. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn cúi đầu về phía Minh Cung xa xa, đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên, từ bên trong Minh Cung kia truyền ra thanh âm già nua của lão tổ đời một, truyền thừa của Lý Chủ, vốn là tại Nam Thiên Tinh, rồi sau đó ở Đông Thắng Tinh, giờ này, đang ở đệ bác Sơn Hải. Thanh âm quanh quẩn, trong phút chốc có một cái ngọc giảng từ trong Minh Cung bay ra, thoáng cái xuất hiện trước mặt mạnh hạo mạnh hạo đưa tay đón nhận trong này chính là vị trí của truyền thừa lý chủ ngươi cầm ngọc giảng này là có thể tìm được truyền thừa này vốn phải đạo cảnh mới có thể thu được bất quá với tu vi của ngươi lúc này cũng có thể tìm được truyền thừa thu được truyền thừa đối với ngươi có trợ giúp rất lớn thanh âm lão tổ đời một từ từ suy yếu thần thức manh hạo dung nhập ngọc giảng lập tức cảm nhận được ở trong tinh không cách nơi này không xa tồn tại một lực triệu hoán, triệu hoán này rất suy yếu, nhưng không ngừng kiên trì, chỉ cần đi theo tìm là có thể tìm được, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được, truyền thừa lý chủ đang ở núi thứ 8 kia, không ngờ không phải đứng yên, mà đang di chuyển, Nam Thiên Tinh, Đông Thắng Tinh, núi thứ 8, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở to, đầu óc hắn có một phán đoán khó tin, không thể nào, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ở đó trong tinh không núi thứ 9 một con rùa khổng lồ đang khẽ ngâm nga, vui sướng phi hành, ở chung quanh nó, có khoảng trăm tu sĩ, từng người đều dịu võ dương oai, giống như hộ vệ, lão tổ uy vũ, kháo sơn uy vũ, lão tổ vô địch, kháo sơn vô địch. Vừa đi, những người này vừa lớn tiếng gầm thét, khiến cho thanh âm tạo thành sóng âm, tản ra bốn phía, phàm là có tu sĩ gặp được, đều lập tức biến sắc. Lão rùa đen này chính là kháo sơn lão tổ, thời khắc này lão thảnh thơi, trong miệng không ngừng nhai nuốt một bộ dáng thư thái, vẫn là núi thứ tám này tốt, kỳ vọng ở chỗ không có mạnh hạo, chỉ cần không có hắn, hết thảy chính là tốt đẹp. Kháo Sơn Lão Tổ cảm khái, càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước chạy khỏi đệ cửu Sơn Hải là vô cùng chính xác, tên khốn kiếp mạnh hạo kia, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lão Tổ ta đã không trở lại đệ cửu Sơn Hải chơi đùa với hắn, Lão Tổ ở đệ bắc Sơn Hải, tiêu giao tự tại. Kháo Sơn Lão Tổ vô cùng đắc ý, hưởng thụ mọi người bốn phía vây quanh làm cho lời nói của lão trở nên uy vũ, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên lão không khỏi run run một chút, hả? Chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên sợ hết hồn hết vía vậy ta, kháo sơn lão tổ sửng sốt, nhưng cũng không có coi trọng việc này, tiếp tục tiêu giao, mà ở đệ cửu sơn hải, mạnh hạo thu cất ngọc giảng, sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng có phỏng đoán, liền bái biệt lão tổ đời một, đi ra khỏi tổ địa, chạy thẳng tới truyền tống trận được nửa đường mạnh hạo chợt ngừng bước chân quay đầu lại hắn thấy trên một đỉnh núi phía xa xa có một tu sĩ mặc áo đen ngồi ở đó trước kia người này là mặc áo trắng từ sau khi cam nguyện trở thành cái bóng của gia tộc áo của hắn liền biến thành màu đen giống như đêm tối vĩnh viễn ở nơi âm u hắn là phương vệ chỗ này là đi truyền tống trận nhất định phải qua đây hắn biết mạnh hạo trở về vì thế ở chỗ này chờ đợi hai người ánh mắt gặp nhau hai bên đều không có nói chuyện Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau, hắn mỉm cười, cao giọng lên tiếng, "Huynh tại sao kêu là phương vệ?" Phương vệ thân thể chấn động, dường như bị câu nói này mang theo hồi ức từng trải qua, trong ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo kiên quyết, "Bởi vì ta muốn bảo vệ phương gia." Mạnh Hạo bỗng nhiên điểm một ngón tay, ngay khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, thân thể Phương vệ ầm ầm chấn động, không ngờ trên người của hắn xuất hiện ánh sáng xanh mãnh liệt đây là ánh sáng la thiên tiên mầm đạo trong cơ thể hắn trong một chớp mắt này liền thức tỉnh hơn phân nửa khiến cho tu vi hắn thiêu đốt trong mơ hồ dường như muốn đột phá bùng phát mạnh hạo sắc mặt hơi tái nhợt hướng về phía phương vệ cười cười lúc xoay người đã hóa thành cầu vòng bay về phía truyền tống trận phương vệ ánh mắt phức tạp cảm nhận được tu vi cùng với khí tức của la thiên tiên sôi trào bên trong cơ thể hắn nhìn theo mạnh hạo đã đi xa khi không còn nhìn rõ bỗng nhiên hắn lớn tiếng nói mạnh hạo chờ huynh trở về ta muốn chiến đấu một trận với huynh được thanh âm mạnh hạo quanh quẩn thân ảnh bên trong truyền tống trận theo tia sáng nhoáng lên một cái biến mất vô ảnh cho nên không quản gặp nguy hiểm gì huynh phải trở về an toàn phương vệ nhẹ giọng lẩm bẩm đứng dậy bước đi về hướng dược tiên tông trong mắt hắn mang theo kiên nghị đó là kiên định vì gia tộc có thể hy sinh hết thảy đệ cửu sơn hải giới trong truyền tống trận bên trong một phiến thiên thạch trong tinh không thân ảnh mạnh hạo từ trong trận pháp đi ra hắn vỗ lên túi trữ vật lập tức xuất hiện một bó to giấy nợ trước nên đi tìm ai tính sổ sách đây thôi thôi thiếu tiền ta quả thật nhiều lắm vậy rút thăm đi rút được người nào thì đi tìm người đó trước mạnh hạo thầm quyết định từ trong bó lớn giấy nợ rút ra một tấm sau khi liếc nhìn mạnh hạo vui vẻ thái dương tử không tệ không tệ hắn thiếu ta không ít linh thạch đâu mạnh hạo gương mặt mong đợi cầm giấy nợ chạy thẳng đến truyền tống trận của Thái Dương Sơn, rất nhanh đến nơi, nhưng không đợi hắn bước chân vào trận pháp, lập tức đệ tử của Thái Dương Sơn bảo vệ ở chỗ này, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức mặt biến sắc, không để ý đến mấy tên đệ tử này, Mạnh Hạo nhanh chóng bước chân vào trong trận pháp, theo tia sáng truyền tống lóng lánh, thân ảnh hắn biết mất, khi xuất hiện, trước mắt Mạnh Hạo rõ ràng là một thế giới cực nóng, giống như sa mạc, nhưng không ở bất kỳ một tinh tú nào, mà nơi này là một tiểu thế giới được sáng tạo ra, bầu trời mờ tối, mặt đất khô cằn, chung quanh có vô số ngọn núi, mỗi ngọn núi đều là núi lửa, tùy thời đều có thể phun trào. Vào thời khắc mạnh hạo đến, hắn liền thấy có ít nhất 10 ngọn núi lửa đang nổ vang, khói đen cuồn cuộn bay lên không trung, vô số vòng lửa bắn ra bốn phía mà rơi xuống. Chỗ này, chính là Thái Dương Sơn, trong truyền thuyết, đã từng ở tiên giới, là một trong mảnh vỡ của những địa phương trên thế giới bị sụp đổ do mặt trời rơi xuống vì dưới mặt đất tồn tại rất nhiều thái dương lực cho nên mới có những núi lửa này mới có thời khắc bạo phát trung chuyển trời đất cũng bởi vì vậy ở nơi này tạo thành nơi tu hành độc đáo dần dần tạo thành thái dương sơn sau khi trải qua bao nhiêu năm phát triển rốt cuộc trở thành một trong năm đại thánh địa của đệ cửu sơn hải hiện nay truyền tống trận ra vào thái dương sơn khác nhau nhưng bất luận là cửa ra hay là cửa vào đều có đệ tử của Thái Dương Sơn bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là truyền tống trận cửa vào còn hơn thế. Ngay khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức đã có người nhận ra là Mạnh Hạo. Ở bốn phía truyền tống trận lúc này có trên trăm đệ tử, ngay khi mỗi người nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức đều biến sắc, đều không biết vì cái gì Mạnh Hạo đột nhiên đến, liền có đệ tử nhanh chóng bóc nát ngọc giảng báo cáo việc này. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hướng về phía các đệ tử Thái Dương Sơn đang như gặp đại địch kia, cười cười ngượng ngùng, dường như có chút xấu hổ, sau khi ho khan, hắn hắn giọng một cái, lập tức trống lớn, thái dương tử, người thiếu tiền ta, nên trả rồi. Thanh âm nổ vang giống như sấm sét, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, tạo thành sóng gợn vô tận, nhấc lên cùng phong, quét ngang thế giới bên trong, khiến cho những ngọn núi lửa kia, đều rung chuyển trong phạm vi lớn phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm cho thiên địa càng thêm mờ tối, bầu trời rung chuyển, khiến cho bên trong thế giới này, bất kể ở địa phương nào, đều có thể nghe được thanh âm của Mạnh Hạo. Cảnh tượng này, làm cho những đệ tử Thái Dương Sơn kia, từng tên một trận mắt há hốc mồm, thậm chí cả Thái Dương Sơn, trong một chớp mắt, đều hoàn toàn vù vù khởi dậy. Vô số đệ tử Thái Dương Sơn bị tiếng trống to này làm cho khiếp sợ đăng bởi, Admin, chương 1548, tới cửa đòi tiền. Thái Dương tử, người thiếu tiền của ta, nên trả rồi, Người thiếu tiền của ta, nên trả rồi, nên trả rồi toàn bộ thái dương sơn trong chớp mắt truyền ra vô số tiếng vọng tựa như có vô số mạnh hạo đồng thời gầm thét vậy ngọn núi vang lên ầm ầm mặt đất chấn động rung rinh vô số tu sĩ thái dương sơn khiếp sợ sau khi khiếp sợ lại là rung động đối với câu nói này đòi nợ kẻ nào dám đến thái dương sơn ta dương oai thật to gan trong tiếng nổ tầm ầm từ khắp các ngọn núi bên trong thái dương sơn bay ra mấy trăm tu sĩ mấy trăm người này đều tràn ngập tức giận phóng thẳng tới vị trí của Mạnh Hạo, nhưng mới vừa hùng hổ bay được nửa đường, thấy rõ đó là Mạnh Hạo, lập tức sắc mặt không ít người đại biến, Mạnh Hạo. Chết tiệt, lại là hắn, tên bắt chày ra nước Mạnh Hạo, tên này ngay cả Thiên Vân thượng nhân cũng có thể giết chết, bản thân còn có đạo pháp hèn hạ ép người ta thiếu tiền, tên này, có chết cũng không thể trêu chọc a, à. khụ khụ, thì ra là Mạnh Hạo huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Những người này không chút chần chờ lập tức chuyển hướng bay mất dạng bọn họ nhận ra mạnh hạo biết được thân phận mạnh hạo lại càng hiểu rõ sở thích của mạnh hạo trong mắt bọn họ hắn chính là một loại tồn tại kinh khủng không ai nguyện ý ra mặt cho thái dương tử thậm chí chính mạnh hạo cũng không biết thanh danh của hắn đã trở nên hiển hách trên tháp đệ cửu sơn hải hầu hết tu sĩ đều cho rằng gặp mạnh hạo nhất định phải vòng tránh đi một khi bị hắn đeo bám thì sẽ thiệt thòi lớn tiếng hô của mạnh hạo vẫn còn vang vọng khuếch tán ra khiến toàn bộ thánh địa thái dương sơn chấn động khiến cho một vài nhân vật trưởng lão cao tuổi cùng cấp bậc với lão tổ đang ẩn cư dưới lòng núi lửa thái dương sơn đều tỏ ra không vui vẻ mặt trở nên lạnh lùng thân phận bọn họ cao quý đã sống rất lâu năm đối với biểu hiện của một tên tiểu bối như vậy tỏ ra rất không hài lòng cùng lúc đó tại chỗ sâu trong thái dương sơn dưới một tòa núi lửa khổng lồ có một thanh niên đang khoanh chân tĩnh tọa Thân trên hắn để trần, mỗi một tấc da thịt đều đỏ rực, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhất là từ những sợi gân xanh gồ lên thật cao như một con rồng bò quanh toàn thân có thể thấy được, bên trong cơ thể hắn đang được tích lũy một cổ lực lượng cuồng bạo, mi tâm của thanh niên này có một ấn ký hình mặt trời sáng rực, người này chính là Thái Dương Tử, một trong những thiên kiêu đã bao nhiêu năm mới xuất hiện của Thái Dương Sơn, hơn nửa tư chất của Thái Dương Tử đời này so với Thái Dương Tử các đời trước ưu tú hơn rất nhiều tu hành từ lâu đã đột phá hạn chế truyền thống tuy hiện tại hắn là tiên cảnh đỉnh phong nhưng có thể chiến một trận với cổ cảnh trung kỳ tiên cảnh như vậy nhìn khắp đệ cửu sơn hải cũng không thấy nhiều hắn đang khoanh chân thổ nạp chợt nghe được thanh âm như lôi đình của mạnh hạo ầm ầm truyền đến vang vọng khắp toàn bộ thái dương sơn khiến cho rất nhiều ngọn núi lửa bị chấn động trực tiếp bộc phát dung nham phóng lên ngập trời trao bụi không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng khiến bầu trời bên trên thái dương sơn trở nên mờ tối hai mắt thái dương tử mở mạnh ra, cùng lúc đó, tòa núi lửa hắn ngồi cũng bộc phát, mạnh hạo, thái dương tử nghiến kỳ tức giận răng nghiến lợi cực, hắn không ngờ mạnh hạo lại đến thái dương sơn hô toán lên như vậy, bị người đến tận nhà đòi nợ, điều này khiến cho thái dương tử cảm thấy mất hết mặt mũi, nhất là hắn cũng không cho rằng mình thiếu nợ mạnh hạo, hết thảy chuyện xảy ra trước đây, đều là do mạnh hạo cưỡng ép bức bách, hắn không đánh lại mạnh hạo nên liền nhẫn nhịn, nhưng không ngờ lúc này đối phương lại đi tới tận thái dương sơn đòi nợ mạnh hạo người bức người quá đáng thái dương tử ngửa mặt lên trời rống lớn tu vi bạo phát ầm một tiếng từ trong núi lửa trực tiếp bay lên không trung thanh âm của hắn cũng vang vọng như tiếng sấm mạnh hạo đứng ở bên ngoài truyền tống trận cũng nghe được tiếng hô của thái dương tử trên mặt lộ ra vui mừng hắn lo lắng nhất chính là đến cửa đòi nợ đối phương lại không có nhà hiện tại chính chủ đã xuất hiện Mạnh hạo cảm thấy vận may của mình hôm nay cũng không tệ lắm. Hắn cười ha ha một tiếng, hóa thành một luồng cầu vòng quét ngang bầu trời, tốc độ cực nhanh bay thẳng tới Thái Dương Tử. Nhưng ngay khi Mạnh hạo sắp sửa tới gần, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh từ bên trong một ngọn núi lửa truyền ra. Cùng lúc đó, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng về phía Mạnh hạo tiểu bối chớ làm càng, xuống cho lão phu. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, bàn tay kia như che trời lấp đất, ầm ầm chụp tới Mạnh hạo khiến quy tắc hư không cũng bị ảnh hưởng thiên địa đều trở nên vặn vẹo là ngươi lên đây cho ta mới phải trong mắt mạnh hạo hiện lên vẻ lạnh lùng không ngờ lại không chút tránh né thân thể không lùi mà tiến tới ầm một tiếng trực tiếp va chạm với bàn tay to lớn kia một tiếng đổ lớn truyền ra vang vọng thắp trời đất bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ mà mạnh hạo ở giữa không trung lông tóc không chút hao tổn tay phải hắn lại nâng lên hung hăng trảo một trảo về phía núi lửa mặt đất chấn động dữ dội núi lửa truyền ra tiếng nổ tầm ầm một bóng người rất chật vật từ bên trong cấp cốc bay ra nhìn kỹ đó là một lão già có tu vi cổ cảnh đại viên mãn lúc này hắn hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm mạnh hạo bên trong những khu vực núi lửa xung quanh có vài tiếng hừ lạnh truyền ra lại có bốn lão già cổ cảnh đại viên mãn lần lượt bay ra khí thế bạo phát tạo thành gió lốc ép thẳng tới mạnh hạo lấy nhiều thắng ít sao mạnh hạo hờ hững lên tiếng vung tay một cái lập tức từ bên trong túi trữ vật của hắn bỗng nhiên hiện ra binh dũng mang theo thân thể khổng lồ khiến trời long đất lở đại kiếm trong tay tùy tiện quét tới ầm một tiếng một ngọn núi lửa sụp đổ đại kiếm chém xuống đất khiến mặt đất chấn động dữ dội mấy trưởng lão cổ cảnh đại viên mãn của thái dương sơn bị khí thế trên người binh dũng đánh tới sắc mặt đại biến đồng loạt lui về sau nhưng cho dù là như vậy vẫn bị đánh sâu vào khiến cho phun ra máu tươi tỏ ra vô cùng khiếp sợ chuẩn đạo là người thủ hộ tổ địa của phương gia lúc trước khi quý gia tấn công đông thắng tinh binh dũng này từng xuất hiện qua khi mấy người này hoảng sợ lui về sau ánh mắt binh dũng quét nhìn quanh khí thế trên người lần nữa bạo phát trong tiếng nổ tầm ầm thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược toàn bộ thái dương sơn lập tức tràn ngập khí tức chuẩn đạo của binh dũng khí tức này khiến hầu hết đệ tử thái dương sơn lập tức biến sắc thân thể run rẩy đó chính là chuẩn đạo đó chính là tồn tại vừa cường hãn vừa điên cuồng không thể chống cự. Bất kỳ một vị chuẩn đạo nào cũng đều cực kỳ đáng sợ, mà đáng sợ hơn chính là binh dũng vừa có thể bạo phát ra khí tức chuẩn đạo lại vừa không bị hạn chế về thọ nguyên. Thái Dương Tử cũng hít sâu một hơi, chột dạ nhìn mạnh hạo, nhìn binh dũng khổng lồ kia, cuối cùng chỉ có thể than thở nhanh chóng lui về sau, nhưng lại không nhanh hơn mạnh hạo. Mạnh hạo cất bước, trong chớp mắt đã vọt tới, tay phải nâng lên trảo một trảo về phía thái dương tử thái dương tử hôm nay ngươi nhất định phải trả tiền lại mạnh hạo vô sĩ trước giờ ta chưa từng thiếu tiền ngươi thái dương tử trống giận vừa lui về phía sau vừa bấm quyết thi triển thần thông đánh tới mạnh hạo có giấy nợ làm chứng ngươi còn dám không thừa nhận mạnh hạo nổi giận tay phải nâng lên đánh mạnh một quyền trong tiếng nổ tầm ầm thái dương tử phun ra máu tươi mạnh hạo đang định đuổi theo truy kích đúng lúc này một thanh âm già nua chợt ầm ầm truyền ra khắp thiên địa, cho dù là cha ngươi lại tới, cũng phải khách khách khí khí gọi lão phu một tiếng tiền bối, tên tiểu bối ngươi lại dám hồ nháo ở Thái Dương Sơn, tội chết thì không, nhưng tội sống không thể thoát, cũng được, ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một phen, nếu không với tính cách này của ngươi, sớm muộn gì cũng dẫn tới kết cục hình thần câu diệt, âm thanh này vừa truyền ra, từ một tòa núi lửa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm ở phía xa chợt ầm ầm bạo phát, theo đó, ngọn núi lửa này liền xuất hiện vô số phù văn ấn ký lập lòe lúc sáng lúc tối một trung niên từ trong dung nham chân đạp mây đen cất bước đi ra cùng lúc đó thế giới phía sau hắn chợt biến đổi bầu trời phía sau hắn mơ hồ trở thành một biển lửa cuồn cuộn tỏa ra khí tức căng nguyên tràn ngập người này chính là một trong ba vị đạo cảnh của thái dương sơn theo hắn thấy bất kể mục đích mạnh hạo tới đây là gì nếu như khách khí bái kiến còn dễ nói như vậy cũng không phải là không thể cho hắn một ít linh thạch rồi đuổi đi tiện thể giải quyết khúc mắt của thái dương tử luôn nhưng mạnh hạo lại dùng thái độ ương ngạnh mà đến khiến hắn vô cùng không vui hắn cho rằng cho dù mạnh hạo có mạnh mấy đi nữa cũng không thể đánh lại đạo cảnh về phần trận chiến ở nam thiên tinh đó là nhờ có trận pháp nam thiên mà thôi thời khắc này vừa dứt lời tay phải nam nhân trung niên này liền nâng lên phát ra một chỉ về phía mạnh hạo lấy đạo của ta nhập thiên pháp dăm tên nhỏ này trong ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn nam nhân trung niên hờ hững tiếng khi biển lửa phía sau hắn chợt ầm ầm bạo phát cuồn cuộn ập thẳng tới mạnh hạo như hóa thành một cái miệng to muốn cắn nuốt mạnh hạo vào bên trong tốt cho một cái thái dương sơn ta tới đòi nợ chính đáng kết quả các ngươi lại nhỏ nhen không thừa nhận lão không muốn nói đạo lý phải không mạnh hạo giận dữ tay phải bỗng nhiên vung lên căn nguyên thần hỏa của hắn trong nháy mắt bột phát ra cũng tạo thành biển lửa cũng chiếm nửa bầu trời trực tiếp đối kháng với đạo cảnh trung niên kia trong tiếng nổ tầm ầm hai mảnh biển lửa va chạm với nhau thần hỏa của mạnh hạo cũng tỏa ra khí tức căn nguyên lần đối kháng này chính là đối kháng giữa đạo cảnh là căn nguyên va chạm theo tiếng nổ ngập trời truyền ra biển lửa tiêu tán mạnh hạo kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn cưỡng ép bước tới một bước khí thế nổi lên đánh tới trung niên đạo cảnh khiến cho sắc mặt tu sĩ trung niên này cũng trở nên tái nhợt Đồng tử trong mắt co rút lại, sự cường hãn của Mạnh Hạo khiến hắn thất kinh, một màn này khiến toàn bộ đệ tử Thái Dương Sơn hít sâu một hơi. Nhất là Thái Dương Tử, hai mắt hắn trợn trừng, đầu óc trở nên trống rỗng, cũng chỉ có đến lúc này, bọn họ mới chính thức hiểu rõ tu vi của Mạnh Hạo, Thái Dương Tử, đến cùng ngươi có trả tiền hay không? Mạnh Hạo bước ra bước thứ hai, khí thế bạo phát, thanh âm như thiên uy chấn động khắp Thái Dương Sơn đang bởi, admin Chương 1549, ta tới báo ân. Càng rỡ. Ánh mắt trung niên đạo cảnh hiện lên vẻ lạnh lùng, chiến lược mạnh hạo thể hiện ra khiến hắn thầm hoảng sợ, nhưng hắn không cho rằng mình không phải đối thủ của mạnh hạo. Thời khắc này hắn hừ lạnh, mặc dù sát ý không nhiều lắm, nhưng lại muốn cho dạy dỗ mạnh hạo cho ra lẽ. Lúc này hắn liền hắn trực tiếp bước về phía trước, trong khoảnh khắc bước chân hắn hạ xuống, cánh tay liền đưa ra, lập tức một cổ gió lốc từ trên người hắn ầm ầm bốc lên khiến cho núi lửa trên tháp thái dương sơn toàn bộ chấn động bầu trời cuồn cuộn mây đen dung nham trên mặt đất cũng đều bay lên không trung nhanh chóng ngưng tụ lại chỉ trong chớp mắt không ngờ lại hóa thành một chiếc đại ấn ấn này lơ lửng bên trên nam nhân trung niên phát ra ánh sáng đỏ thẫm lớn chừng trăm trượng trong đó ẩn chứa căn nguyên đạo cảnh có thể hủy thiên diệt địa hắn vung lên một cái đại ấn liền lao thẳng tới mạnh hạo trấn áp ngươi lại, để cho trưởng bối nhà ngươi đích thân đến đây dẫn ngươi về. Trung niên đạo cảnh hờ hững lên tiếng, đại ấn nổ vang, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, tạo thành một cổ phong ấn, sắp sửa trấn áp mạnh Hạo lại, chỉ là một đạo cảnh nhất nguyên nhỏ bé, mà cũng dám trấn áp ta sao? Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, hắn quả thực có tư cách nói như vậy, nếu như hắn lấy ra đạo binh thì cũng không phải là không thể giết chết người này, chỉ có điều, hôm nay hắn tới đây là vì đòi nợ. Nhưng nếu đã gặp được vị đạo cảnh này, hắn nghĩ mình cũng nên biểu hiện ra một chút thành ý, để cho Thái Dương Sơn cân nhắc lợi hại trong đó, ta không có ấn, nhưng ta có thứ này. Mạnh Hạo liếc nhìn đại ấn đang lao tới, tay phải bỗng nhiên nâng lên trảo vào hư không, trong tiếng nổ tầm ầm, thiên địa lập tức trở nên chấn động, hư không trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp sụp xuống, mà bên trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một mảnh lục địa, mới xuất hiện, lục địa còn rất nhỏ bé nhưng trong chớp mắt tiếp theo đã trở nên khổng lồ, lớn chừng 10.000 trượng, che rập cả bầu trời, khiến cho ánh sáng cũng bị ngăn cản. Một cổ khí tức tan thương từ trên đại lục phát ra, dường như đại lục này đã tồn tại quá lâu rồi vậy, hơn nữa bên trong còn có một ít khí tức của chí tôn. Đó không phải là khí tức của bất kỳ một vị trí tôn nào, mà là chính bản thân vùng đất này đã sinh ra khí tức trí tôn thuộc về nó, lục địa lớn chừng 10.000 trượng này, chính là tiên khư. Sức nặng không thể tưởng tượng nổi, thời khắc này nó được Mạnh Hạo trực tiếp sử dụng thành pháp bảo, ầm ầm ném về phía Đại Ấn, trước mặt mảnh đại lục này, trên khắp sơn hải giới đã không có bao nhiêu chí bảo có thể kháng cự lại được, tuy rằng nhất định sẽ có, nhưng Đại Ấn này thì không phải, đây là Tiên Khư, điều này không có khả năng, ngươi, không ngờ ngươi lại có Tiên Khư, trong lúc trung niên đạo cảnh còn đang biến sắc, Tiên Khư đại địa đã ầm ầm nện xuống mang theo khí thế long trời lỡ đất va chạm cùng đại ấn đại ấn rung rẩy không ngờ lại không thể kháng cự chút nào trực tiếp sụp đổ mà tiên khư đại địa mang theo uy áp ngập trời vẫn một đường xé rách hư không rầm rầm lao xuống mặt đất một khi rơi xuống vùng đất nơi này nhất định sẽ sụp đổ mất một phần núi lửa tại thái dương sơn cũng sẽ bị chấn động liên đới bộc phát toàn bộ một màn này khiến trung niên đạo cảnh kia hít sâu một hơi bất kể như thế nào hắn cũng không thể ngờ được Mạnh Hạo lại có tiên khư, thời khắc này hắn vô cùng rúng động, thậm chí hắn đã sớm sợ hết hồn hết vía, tiên khư đại địa, không ngờ ngươi lại có thứ này. Đúng lúc này, một thân hình già nua, mang theo khiếp sợ từ một chỗ núi lửa ở phía xa đi ra, chỉ trong trong chớp mắt đã tới gần. Theo tiên khư ầm ầm lao xuống, thân ảnh kia liền nâng tay phải hướng lên chống đỡ, ầm một tiếng, thân thể lão già trầm mạnh xuống, cho đến khi trầm xuống mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại không ngờ chỉ dựa vào lực lượng một mình lão lại trực tiếp chống đỡ được tiên khư này khí thế trên người lão già bạo phát khí tức căn nguyên lượng lờ quanh người không phải một luồng khí tức mà là ba luồng rõ ràng lão chính là tam nguyên đạo chủ căn nguyên một khi ngưng tụ ra ba loại đến mức đại thành chính là đạo chủ khí thế trên người lão già bạo phát tay phải đấm mạnh lên trên lập tức tiên khư bị cưỡng ép nâng lên bay thẳng lên bầu trời mạnh hạo tiểu hữu thu lại thứ này trước đã lão già nhìn về phía mạnh hạo trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chậm rãi lên tiếng mạnh hạo vẫn bình tĩnh như thường nếu như không ai ở thái dương sơn có thể chống đỡ được tiên khư đại địa như vậy cũng sẽ không có tư cách trở thành một trong năm đại thánh địa song mạnh hạo tin rằng nếu như tiên khư đại địa của hắn lớn hơn nữa thì cho dù có là đạo chủ cũng không đỡ nổi tay phải mạnh hạo trảo một cái vào hư không tiên khư đại địa lập tức trở về bay vào bên trong túi trữ vật của hắn sau đó Mạnh Hạo liền nhìn về phía lão già kia, ta tới đây chỉ vì đòi nợ, không vì đấu pháp. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt trung niên đạo cảnh kia lóe lên một cái, đang định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt lão già kia liếc một cái, trung niên đạo cảnh lập tức ngừng lại, tỏ ra trầm mặt, thái dương tử, lão già gật gật đầu rồi bỗng nhiên gọi lớn, âm thanh cuồn cuộn như sấm rền. Thái dương tử ở phía sau nhanh chóng tiến lên, quỳ lạy, bái kiến lão tổ thái dương tử cúi đầu hành lễ thời khắc này trong lòng hắn đã sớm rung động ngập trời mạnh hạo mạnh chuyện này hắn biết nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn lại mạnh đến mức có thể đối kháng với lão tổ thậm chí có thể nói giờ khắc này mạnh hạo đã sớm đạt đến cảnh giới có thể khiến cho đệ cửu sơn hải chấn động nghĩ tới hắn đã có tu vi như vậy không ngờ còn tới nơi này tìm mình đòi nợ thái dương tử ngoại trừ cười khổ ra cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay bất hạnh. người thiếu mạnh hạo tiểu hữu bao nhiêu tiền? lão già trầm giọng hỏi. ta. thái dương tử há miệng nhưng lại nói không nên lời, trong lòng hết sức buồn bực. hắn phát hiện, không ngờ mình lại không nhớ rõ là thiếu bao nhiêu tiền. dù sao trước giờ hắn cũng chưa từng thừa nhận chuyện này. mạnh hạo thấy vậy vội ho một tiếng, tay phải đặt lên túi trữ vật, lấy giấy nợ lấy ra, phất tay chìa mặt giấy nợ ra phía trước, không nhiều chỉ có một triệu tiên ngọc nhỏ nhoi mà thôi mạnh hạo hảo tâm nhắc nhở một câu không có nhiều như vậy thân thể thái dương tử rung lên quay mạnh đầu lại cho dù tu vi mạnh hạo cao hơn hắn rất nhiều nhưng lúc này hắn cũng bất chấp còn có tiền lãi a à, để tính xem thôi cho tính chẳng cho ngươi ngươi đưa cho ta một triệu tiên ngọc là được từ nay về sau ta và ngươi hết nợ nần mạnh hạo đằng hắn một cái chăm chú nhìn thái dương tử ngươi Thái Dương tự khóc không ra nước mắt, đang muốn tiếp tục lên tiếng, lão già kia đã vung tay lên, bắn ra một túi trữ vật tới Mạnh Hạo. Sau khi nhận lấy, Mạnh Hạo quét thần thức vào trong quan sát, bên trong chính là một triệu tiên ngọc. Trên mặt Mạnh Hạo lập tức hiện ra vẻ vui sướng, nhanh chóng tức đi rồi hướng về lão già ông quyền, đa tạ tiền bối chủ trì công đạo. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin si phép đi trước, vẫn còn không ít nơi phải đi đòi nợ a, à. sợ bọn họ có chuẩn bị trước sẽ không tốt. Mạnh hạo vừa nói xong, lập tức lui về sau, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía xa, rất nhanh đã đến truyền tống trận, rồi lập tức biến mất. Mọi người ở Thái Dương Sơn vẫn còn trầm mặt, không ít người tỏ ra cổ quái nhìn theo hướng mạnh hạo biến mất, còn có một số người thì thầm tức giận, cho rằng đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Trong đó có trung niên đạo cảnh kia cũng cho là như vậy, hắn lạnh lùng nhìn mạnh hạo biến mất, cho đến khi mạnh hạo truyền tống đi không còn thấy bóng dáng, hắn liền xoay người nhìn về phía lão già kia sư huynh vì sao lại để cho tên tiểu súc sinh kia rời đi chuyện này truyền ra thái dương sơn ta còn có mặt mũi nào nữa chứ lão già nhíu mày nhìn trung niên đạo cảnh một lúc lâu sau khẽ thở dài một tiếng không nên trêu chọc hắn người này chúng ta chọc không nổi trung niên đạo cảnh đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe được lão già truyền âm nói một câu câu nói này chỉ mình tu sĩ trung niên nghe được lập tức sắc mặt hắn liền đại biến lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi thân thể hắn rung lên thất thanh hỏi cái gì đây là sự thật sao tu vi của ngươi không đủ với tu vi của ta cũng phải thông qua một chút dấu vết để lại mới đoán ra đáp án này người này ngươi nguyện ý đi trêu chọc sao lão già nhẹ giọng lên tiếng tu sĩ trung niên hít sau một hơi khi xoay người lại liền truyền ra mệnh lệnh các đệ tử thái dương sơn trên dưới nghe đây từ nay về sau không thể có chút dây dưa cùng tên mạnh hạo kia ân không thể kết quán càng không thể kết người này chúng ta kính nhi viễn chi là được thái dương tử sửng sốt hắn không biết đến cùng hai vị lão tổ đã nói gì với nhau nhưng thông qua quan sát hắn cũng nhìn ra được trên người mạnh hạo dường như ẩn chứa một cổ lốc xoáy to lớn cổ lốc xoáy này đủ để cho hai vị lão tổ thái dương sơn kính sợ trong lòng thái dương tử rất phức tạp hắn không khỏi nghĩ tới từng hình ảnh cùng mạnh hạo trải qua từ khi bắt đầu gặp gỡ ở Nam Thiên Tinh cho đến hiện tại, Mạnh Hạo lúc này đã sớm đi trước bọn họ, trở thành một ngọn núi cao mà bọn họ không thể vượt qua. Tốc độ phát triển của Mạnh Hạo quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn, trong lúc vô tình chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn Mạnh Hạo mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, tất cả tông môn gia tộc thấp đệ Cửu Sơn Hải đều trở nên chấn động, chấn động này là từ tin tức bọn họ nghe được hoặc tự mình đã trải qua, chính là hành trình đòi nợ của Mạnh Hạo phàm là thiên kiêu có giấy nợ với mạnh hạo, trong mấy ngày này đều bị mạnh hạo tìm tới cửa, từng thanh âm đòi nợ vang lên trên khắp các tông môn giáo phái, trung động bốn phương tám hướng, mà cho đến khi mạnh hạo ra tay, toàn đệ cửu Sơn Hải càng thêm chấn động, từ đó mà việc đòi nợ trở nên rất thuận lợi, dù sao, hắn đã không còn là tiểu bối năm xưa, hiện tại hắn đã cường hãn đến mức đạo cảnh cũng phải nói chuyện ngang hàng, những khoản nợ nần nhỏ nhoi này, bất kể như thế nào, bọn họ đều dứt khoát trả sạch kết liễu ân oán ngay cả mạnh hạo cũng không nghĩ tới trong mấy ngày này chuyện hắn đi đòi nợ đã trở thành chủ đề đàm luận của tất cả các tu sĩ thậm chí mỗi khi mạnh hạo xuất hiện ở truyền tống trận chỉ cần có người thấy được hắn đều sẽ lập tức phấn chấn nhanh chóng lan truyền tin tức ra ngoài tiếp theo liền có vô số tu sĩ chen chúc đi theo muốn tận mắt nhìn mạnh hạo đòi nợ chẳng hạn như lúc này mạnh hạo vừa từ bên ngoài một cổ truyền tống trận bước vào lập tức bên cạnh liền có người lấy ra ngọc giản truyền tin tức của hắn ra ngoài kỳ lạ nơi hắn truyền tống lần này không phải là bất kỳ tông môn gia tộc nào mà là một cụm vẫn thạch trung chuyển khác không đúng nơi hắn truyền tống tới ở sát đệ cửu sơn trong lúc đó mạnh hạo đã bất ngờ xuất hiện tại một đầu trận pháp ở một cụm vẫn thạch khác hắn đi ra ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi nơi đó là một vùng đá vụn vô tận những mảnh đá vụn này lúc hoàn chỉnh đã từng là một cây cầu, một cây cầu do yêu tiên cổ tông xây dựng năm xưa. Thông thiên tiên kiều, ở nơi đó, Mạnh Hạo đã nợ một người một lời hứa hẹn, hàng sơn đại ca, ta tới báo ân đây. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới tinh không xa xa. Đăng bởi, admin, chương 1550, tiên kiều chi oán. Đạp Tiên Kiều, nơi này đã từng là một cây cầu trải rộng mênh mông trong tinh không, là cây cầu được ưu tiên cổ tông xây dựng năm xưa chỉ có điều trong trận chiến với quý thiên cầu này đã sụp đổ trận chiến ngập trời ấy là do quý gia làm phản ưu tiên cổ tông gây nên cực kỳ thảm thiết khiến cho ưu tiên cổ tông hủy diệt khiến cho huyết yêu bị thương nặng sinh cơ đoạn tuyệt phải trốn vào nam thiên tinh không thể không phân thần thành phân thân khiến cho thân thể xương thổ yêu đế sụp đổ hồn phách sụp đổ chỉ có mục tiêu hồn phách trốn thoát chuyển thế sinh ra chỉ có khô viêm yêu đế thần bí nhất, trong trận chiến ấy không rõ tung tích, phương gia cũng trong trận chiến ấy nổi lên phản kháng, cùng quý gia triển khai tranh đoạt đệ cửu Sơn Hải Chủ, năm tháng sau đó, theo ưu tiên cổ tông phân liệt, chiến tranh cũng kéo dài rất lâu, thậm chí còn liên đới tới đệ bác Sơn Hải tham dự, khiến cho hai đại Sơn Hải xảy ra vô số trận chiến. Cho đến cuối cùng, quý thiên thắng lợi, chiếm cứ đệ cửu Sơn, trở thành chủ nhân đệ cửu Sơn Hải. Sơn Hải chiến kết thúc, nội chiến cũng kết thúc đoạn lịch sử này rất nhiều tu sĩ đệ cửu sơn hải đều biết mà di chỉ đạp tiên kiều này chính là chứng tích của đoạn lịch sử tàn khốc cùng gió tanh mưa máu kia lúc này nơi này sớm đã trở thành một vùng đá vụn vô tận lơ lửng trong tinh không giữa từng khối đá vụn tồn tại lực hút lẫn nhau khiến cho từ rất xa nhìn tới nơi vẫn này vẫn giữ được hình dáng một cây cầu nó đã trở thành một khu vực di tích trên đệ cửu sơn hải thỉnh thoảng lại có tu sĩ bị hấp dẫn mà đến tìm tạo hóa của mình, có người sau khi tiến vào không còn trở ra, cũng có người thu được cơ duyên ở chỗ này, từ đó thay đổi cuộc đời. Nơi này, Mạnh Hạo đã từng tới một lần, lần đó hắn vẫn còn là một tu sĩ linh cảnh, ở chỗ này, hắn đã gặp Chỉ Hương, ở chỗ này, hắn đã gặp một vị ân nhân, Hàng Sơn, sương thổ yêu đế của yêu tiên tông chuyển thế sinh ra. Hàng Sơn, thê tử Hàng Sơn bị giam hãm vĩnh viễn ở bên trong đạp tiên kiều. Hàn Sơn không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này, muốn làm cho thê tử tỉnh lại, nhưng không được. Sự lựa chọn của hắn, chính là cùng cùng thê trầm luân ở nơi này. Hắn đưa kiếm của hắn, hồ lô của hắn, xương thổ của hắn cho Mạnh Hạo, kết một đoạn nhân duyên, thành toàn cho Mạnh Hạo, đồng thời cũng lưu lại cho hai vợ chồng hắn, một hy vọng. Lúc đó Mạnh Hạo đã hứa hẹn, khi hắn đắc đạo, nhất định sẽ tới báo ân. Nếu như Mạnh Hạo là người trọng lời hứa, hắn nhất định sẽ tới báo ân, sẽ đến cứu vợ chồng bọn họ ra. Nếu Mạnh Hạo không đến, thì coi như xóa bỏ. Chuyện này vốn không thể dự liệu trước, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, năm xưa Hàng Sơn cũng không biết được. Có lẽ, nếu Hàng Sơn có linh, sẽ loáng thoáng nghĩ tới lời hứa hẹn của Mạnh Hạo năm xưa, cũng có lẽ, hắn đã quên mất một tia hy vọng đã từng lưu lại. Nhưng Mạnh Hạo lại chưa từng quên bất kỳ một người nào đã trợ giúp hắn, lại càng không quên lời hứa của hắn. Bất kể là lời hứa với cổ ức Đinh Tam Nguyệt hay là với Hàng Sơn, Mạnh Hạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ta đã đắc đạo, hiện tại tới báo ân đây. Mạnh Hạo lẩm bẩm bay trong tinh không, hiện tại, ta vẫn chưa tính là đắc đạo chân chính, nhưng vẫn muốn tới thử một lần, xem có thể giải cứu được Hàng Sơn đại ca cùng thê tử của huynh ấy ra không. Mạnh Hạo vừa nhẹ giọng lên tiếng, vừa tiến vào bên trong khu vực tòa tiên kiều, gần như ngay khi hắn tiến vào, những tu sĩ một mực đi theo xem náo nhiệt ở xa xa phía sau hắn đều tỏ ra khó hiểu bọn họ không biết vì sao mạnh hạo lại tới nơi này chẳng lẽ là có liên quan đến quý gia cây cầu kia dù sao cũng là do quý thiên năm xưa đánh gãy trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non thì mạnh hạo đã đi vào phạm vi của cây cầu hắn không dừng lại mà nhoáng lên một cái hóa thành cầu vòng bay đi thời khắc này bên trong đạp tiên kiều cũng không phải chỉ có một mình mạnh hạo mà còn có một vài tu sĩ những tu sĩ này đều là linh cảnh không biết là tu sĩ của tinh cầu nào được đưa tới đây thí luyện giống như mạnh hạo năm xưa vậy đi trong khu vực đá vụn của đạp tiên kiều trong đầu mạnh hạo không ngừng hiện lên những ký ức đã trải qua hắn yên lặng đi qua vùng đá vụn tiến về chỗ sâu của cây cầu hắn nhìn thấy những tu sĩ ở trong này có người đang trao đổi có người đang liên hiệp với nhau tìm kiếm cơ duyên thậm chí còn đi qua khu vực lúc trước hắn đã từng đến nhìn bọn họ Mạnh hạo nghĩ tới mình năm xưa, hắn cũng không đi quấy nhiễu, mà nhoáng lên một cái bay đi xa. Những tu sĩ ở trong này không ai phát hiện ra mạnh hạo, vẫn đang mải mê tranh đoạt, chém giết. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, mạnh hạo càng tiến vào sâu, càng không thấy bất kỳ bóng người nào, cũng không để ý chỗ này có ẩn chứa cơ duyên gì hay không. Mục tiêu của hắn chỉ có một, báo ân, cho đến khi khu vực đá vụn phía trước mạnh hạo bắt đầu xuất hiện màu sắc sương thổ, tại chỗ sâu nhất của đạp tiên kiều rốt cục mạnh hạo cũng thấy được nơi hàng sơn gặp lại thê tử mình năm xưa chỉ có điều hiện tại khi mạnh hạo lần nữa đến đây lại không thấy bất kỳ thân ảnh mờ mịt mất hồn nào hắn thấy được tại trung tâm sương thổ vô tận có một ngọn núi trên sườn núi có một nam một nữ đang ngồi đó nữ tử tựa vào vai nam nhân từ từ nhắm hai mắt trên mặt mỉm cười dường như rất thỏa mãn tay của nam tử luồn sâu vào mái tóc nữ tử cúi đầu nhìn xuống trên mặt cũng đang mỉm cười khung cảnh vô cùng ấm áp xinh đẹp nhu tình của bọn họ bất kỳ ai cũng có thể thấy được cũng có thể cảm nhận được chỉ có điều vô tận sương thổ xung quanh tính cả ngọn núi kia lúc này toàn bộ đã đóng băng tạo thành một khối băng màu lam to lớn khối băng này không tràn ra chút hàng khí nào mà như phong ấn hai người vĩnh hằng ở bên trong vậy bị phong ấn bên trong còn có hồn niệm của thê tử hàng sơn mạnh hạo yên lặng đi tới đứng cạnh vách núi nhìn một nam một nữ kia nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương, trong đầu Mạnh Hạo liền xuất hiện từng dòng ký ức, Hàng Sơn đại ca. Rất lâu sau, Mạnh Hạo liền khàn khàn lên tiếng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây chính là Hàng Sơn tự mình phong ấn sau khi mình rời đi, dùng lực lượng sương thổ yêu đế phong ấn bản thân, đồng thời, cũng phong ấn thê tử của hắn, bọn họ không lựa chọn sống một cuộc sống mờ mịt, mà là lựa chọn cùng ngồi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi ngày thức tỉnh nếu không có cách xua tan toàn bộ oán niệm của đạp tiên kiều thì cho dù có giải khai phong ấn nơi này hàng sơn đại ca cùng thê tử của hắn vẫn sẽ tiếp tục trầm luân ở nơi này đời đời kiếp kiếp không thể rời đi oán niệm của đạp tiên kiều đến từ chính quý gia cần phải dùng máu tươi của quý gia thanh tẩy mới có thể khiến cho oán niệm của đạp tiên kiều tán đi điểm này hiện tại ta còn chưa làm được mạnh hạo nhìn đôi nam nữ trên vách núi khẽ lên tiếng ta chỉ có thể thử dùng tu vi bản thân, trung chuyển toàn bộ đạp tiên kiều này, khiến nó khuất phục, mạnh hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới vách núi, hai mắt khép kín, trong chớp mắt tu vi hắn ầm ầm vận chuyển, lực lượng la thiên tiên trong cơ thể chợt bạo phát, tạo thành ánh sáng xanh, từ trên người hắn mạnh mẽ khuất tán ra, trong chớp mắt, đã khuất tán ra 10.000 trượng, khiến cho nơi này trở thành một màu xanh biếc. Toàn bộ đạp tiên kiều ầm ầm chấn động, đúng như lời thì thầm của mạnh hạo, lần này hắn đến, chính là muốn thử xem, với tu vi của mình có thể rung chuyển cây cầu này, trừ đi oán niệm của cây cầu này hay không. Thần thức của hắn tản ra, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, hai tay bấm quyết ấn xuống mặt đất. Lập tức, một cổ chấn động lấy mạnh hạo làm trung tâm, bỗng nhiên ầm ầm khuếch tán về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đạp tiên kiều, tất cả đá vụn của đạp tiên kiều, trong chớp mắt liền trở nên rung rẩy trên mỗi một mảnh đá vụn không ngờ đều mơ hồ truyền ra tiếng gào thét thê lương long trời lỡ đất. Tiếng gào thét này xuất hiện quá đột ngột, khiến cho những tu sĩ đang thí luyện ở chỗ này thần sắc đại biến, rối rít hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy, phiến đá vụn ở chỗ mình chấn động, rồi bất ngờ hiện ra một bóng người lơ lửng như hồn ma vậy. Đó chính là hồn, là hồn của đạp tiên kiều. Trên mỗi một khối đá vụn, đều có hồn ảnh bay ra, lao thẳng lên cao, trong chớp mắt. Vô số hồn phách trên tháp đạp tiên kiều đều ngưng tụ lại một chỗ bất ngờ tạo thành một tòa đạp tiên hồn kiều hồn của cây cầu này lơ lửng phía trên tiên kiều vỡ nát tạo thành một cổ uy áp kinh người không cách nào hình dung mang theo hết thảy oán niệm ầm ầm đè xuống mạnh hạo hai mắt mạnh hạo trong nháy mắt mở bừng sáng lên lấp lánh nhìn về phía quan hồn đạp tiên kiều bụi về với bụi đất về với đất các ngươi cần gì phải như vậy không cần giận chó đánh mèo đổ oán hận của bản thân lên người khác thả hai người phía sau ta ra đi thanh âm mạnh hạo truyền ra vang vọng khắp đạp tiên kiều, khiến cho tu sĩ nơi này lập tức hoảng sợ thất thanh. Cảnh tượng này trong mắt bọn hắn, chính là có vị đại năng nào đó từ tin không phủ xuống, muốn hàng phục cây cầu này. Không chỉ là bọn họ hoảng sợ, mà những tu sĩ đi theo mạnh hạo đang ở bên ngoài đạp tiên kiều, lúc này cũng đang trợn tròn mắt, rối rít trung động. Bọn họ thấy được hồn của đạp tiên kiều, cảm nhận được vô tận quán niệm ẩn chứa bên trong. Cho đến thời khắc này, rốt cuộc bọn họ cũng sáng tỏ. Vì sao Mạnh Hạo lại tới đây? Hắn không ngờ hắn muốn dựa vào lực lượng một người hóa giải oán niệm của Đạp Tiên Kiều, oán niệm của cây cầu này tồn tại vĩnh hằng, đó chính là nỗi oán hận đối với Quý gia, càng là oán hận đối với đệ Cửu Sơn Hải. Cổ oán hận này khiến cho thực thể cây cầu tuy đã sụp đổ, nhưng cũng không phân tán ra, mà vẫn giữ vững lại hình dạng cũ. Tên Mạnh Hạo này tuy cường hãn, nhưng oán niệm của Đạp Tiên Kiều có thể dễ dàng hóa giải như vậy sao? Đúng lúc này tòa đạp tiên kiều hồn kia chợt phát ra hào quang sáng ngời, bất ngờ ngưng tụ thành một khuôn mặt hư ảo, nhìn chầm chầm mạnh hạo, không. Một chữ này vừa hô lên, lập tức hóa thành một cổ lực lượng, tạo thành gió lốc quét ngang khắp đạp tiên kiều, ầm ầm phóng thẳng tới mạnh hạo, ngươi có oán niệm, chuyện này không liên quan tới mạnh mổ, mục đích ta tới đây, chính là dẫn hai người phía sau ta đi, ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ta đều phải làm như vậy. Mạnh hạo chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên hướng về bầu trời vung lên, tinh không lập tức chấn động, bất ngờ cũng hiện ra một cây cầu, cây cầu kia tràn đầy lực lượng chí tôn, chính là trí chí tôn pháp của Mạnh Hạo. Chí tôn kiều của hắn, dùng chí tôn kiều áp chế đạp tiên kiều. Đăng bởi admin chương 1551, dung đạp tiên kiều. Tiếng nổ lớn truyền ra vang vọng, toàn bộ đạp tiên kiều trở nên rung rẩy, khuôn mặt to lớn kia vặn vẹo gầm thét, một cổ sát cơ ngập trời từ trên hồn của cây cầu ầm ầm bão phát hóa thành tám bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng vỗ tới mạnh hạo chết khuôn mặt hư ảo trống lên một tiếng ngập trời đám tu sĩ thí luyện trong đạp tiên kiều kia lúc này đều vô cùng rúng động những người ở bên ngoài cũng đang hoảng sợ nhìn tám bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng vỗ tới mạnh hạo kia tám bàn tay này đều là do oán khí hợp thành mang theo khí thế điên cùng lao tới Bất kỳ một bàn tay nào đều có thể làm cho lòng người kinh hãi. Thời khắc này khi những bàn tay kia sắp sửa đập vào Mạnh Hạo, hai mắt hắn lóe lên, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nhấn mạnh một cái xuống đất, mặt đất lập tức rung rẩy, từng ngọn tiên sơn chợt phủ xuống, trực tiếp va chạm với tám bàn tay, tạo thành tiếng nổ ngập trời. Lại có một loạt thần hỏa từ trên tiên sơn bạo phát ra, lần thứ hai đối kháng cùng tám bàn tay kia, khiến cho mặt đất rung rẩy, bốn phương tám hướng đổ vang. Chí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng trong chớp mắt này, chợt đập xuống, trực tiếp va chạm với Đạp Tiên Kiều Hồn. Một loạt tiếng gào thét thê lương từ Đạp Tiên Kiều Hồn truyền ra, khiến cho toàn bộ Đạp Tiên Kiều rung rẩy kịch liệt, dùng chí tôn kiều, trấn áp Đạp Tiên Kiều, đây chính là kế hoạch của Mạnh Hạo, trên thực tế nếu Mạnh Hạo có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng dùng máu của quý gia khiến cho oán niệm của Đạp Tiên Kiều tán đi, chỉ có điều, với tu vi Mạnh Hạo hiện tại, hắn không làm được điểm này nhưng một khi Mạnh Hạo rời khỏi nơi này, hắn không biết lúc nào mình sẽ trở về. Hứa hẹn của hắn đối với Hàng Sơn, mặc dù không có kỳ hạn, nhưng đối với ân nhân, Mạnh Hạo luôn tâm niệm, chỉ cần mình có thể giải khai, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, không. Gần như trong khoảnh khắc chí tôn kiều nện xuống, đạp tiên kiều hồn liền phát ra tiếng gầm thê lương, khuôn mặt to lớn kia nhìn thấy chí tôn kiều, lập tức lộ ra vẻ bi ai cùng điên cuồng, bỉ ngạn kiều. Bỉ ngạn kiều theo khuôn mặt to lớn kia gầm nhẹ, mạnh hạo liền ngẩng ra, thân thể hắn rung mạnh, cẩn thận quan sát, lập tức liền nhìn ra đầu mối, hắn phát hiện, hình dáng của đạp tiên kiều, không ngờ, rất giống chí tôn kiều, tuy rằng chỉ cần là cầu, đều có chỗ tương tự, nhưng hai cây cầu này cho người ta cảm giác, dường như, là bắt chước ra vậy, thậm chí ngay cả một chút hoa văn trên đó đều rất tương tự, điểm này lúc trước mạnh hạo không phát hiện ra, bởi vì đạp tiên kiều đã bị đóng băng, nhưng hiện tại hai thứ cùng hiện ra có thể đối chiếu rất rõ ràng. Hắn lập tức nhìn ra vấn đề, chí tôn kiều, đạp tiên kiều, hai mắt mạnh hạo lập tức sáng ngời. Đạp tiên kiều mà năm xưa yêu tiên cổ tông xây dựng, chính là bắt chước chí tôn kiều của ta, cũng có thể nói là bắt chước bỉ ngạn kiều mà ta cảm ngộ chí tôn pháp vẽ ra. Hai mắt mạnh hạo trợn trừng, sự trùng hợp này khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng. Hắn đứng phát dậy, vung tay một cái, vì áp chí tôn kiều của hắn lập nặng hơn, thậm chí trên đó còn có ánh sáng xanh lấp lánh. Lực trấn áp, trở nên cường hãn hơn. Trong tiếng nổ tầm ầm, đạp tiên kiều hồn truyền ra tiếng trống thê lương, muốn toàn lực chống cự lại. Nhưng vào lúc này, dưới uy áp của chí tôn kiều, bản thể đạp tiên kiều tách rời thành vô số mảnh vỡ kia, không ngờ, lại kịch liệt chấn động. Chấn động này là từ từng mảnh vỡ truyền ra, tự như chúng muốn thoát khỏi lực hút, sắp bị chí tôn kiều hấp thu mất, tự như là phỏng chế phẩm gặp được chính phẩm, không tự chủ được sắp bị hấp thu vậy, mà mấu chốt nhất chính là. Chí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng không phải hoàn chỉnh, năm xưa khi ở tiên khư, hắn chỉ thấy được một đoạn cầu, chính là sau khi hắn cảm ngộ chí tôn pháp thành công ngưng tụ ra, trong lúc thi triển mới có thể miễn cưỡng trở nên hoàn chỉnh, còn trên thực tế, hắn cũng không thấy hết được chí tôn kiều hoàn chỉnh. Chí tôn pháp, nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực cũng không trọn vẹn nhưng hiện tại việc xảy ra trước mắt đối với hắn mà nói chính là cơ duyên cùng tạo hóa long trời lỡ đất nếu chí tôn kiều của ta có thể hấp thu đạp tiên kiều phỏng chế hoàn chỉnh bản thân như vậy uy lực của chí tôn kiều này sẽ chân chính bộc phát ra quan trọng nhất chính là một khi ta có thể làm được thì không cần hóa giải oán khí cũng có thể giải thoát cho hàng sơn đại ca bởi vì nếu có thể thành công từ này về sau đạp tiên kiều sẽ không còn ở đây nữa Mạnh hạo hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chuyện trên thế gian này quả thật là kỳ dị, nếu hắn không nhớ tới việc báo ân, sẽ không đi tới nơi này, từ đó cũng sẽ không thể gặp được cơ duyên không tưởng tượng nổi này. Hàng Sơn đại ca, không cần chờ ta diệt quý gia rửa đi oán niệm trên đạp tiên kiều nữa, hôm nay ta sẽ cứu hai vợ chồng huynh ra khỏi nơi này. Mạnh hạo tỏ ra ngạc nhiên, sau khi hiểu rõ những chuyện này trong đầu, hắn rất nắm chắc có thể cứu được vợ chồng Hàng Sơn ra trong tiếng nổ tầm ầm đạp tiên kiều hồn tạo thành khuôn mặt gào thét điên cùng vùng vẫy muốn thoát khỏi chí tôn kiều trấn áp hai mắt mạnh hạo lóe lên một cái bước ra một bước khi xuất hiện lại bất ngờ đã ở trên chí tôn kiều hắn bước ra bước thứ nhất lập tức chí tôn kiều nổ vang tỏa ra ánh sáng xanh vô tận lực trấn áp bạo tăng khiến cho đạp tiên kiều hồn biến thành khuôn mặt kia càng kêu gào dữ tợn vùng vẫy ngập trời chí tôn kiều cũng theo đó chấn động dù sao chí tôn kiều cũng không hoàn chỉnh, dù sao, mạnh hạo vẫn chưa phải là đạo cảnh, mà đạp tiên kiều này đã tồn tại từ rất lâu, cho dù bị thiên nhiên khắc chế, nhưng lực lượng vẫn rất cuồng bạo. Đúng lúc này, những mảnh đá vụn vì oán niệm mà liên kết lại với nhau kia, theo chấn động truyền ra, đột nhiên bay ra mấy khối, lao thẳng tới chí tôn kiều, bất ngờ dung nhập vào chí tôn kiều, khiến cho uy áp chí tôn kiều của mạnh hạo lập tức tăng lên, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Bên trong màn sáng xanh bất ngờ có ánh sáng màu trắng từ trên chí tôn kiều phát ra, dường như, chí tôn kiều được mấy khối đá kia bổ sung, khiến cho nó trở nên ngưng thực hơn một chút, mạnh hạo mừng rỡ, một màn này không khỏi chứng minh cho phán đoán của hắn là chính xác, chí tôn kiều hoàn toàn trùng tổ, chính là ngày hôm nay. Mạnh hạo vung tay áo, bước ra bước thứ hai, thiên địa nổ vang, vi áp chí tôn kiều bạo tăng, đạp tiên kiều hồn gầm thét, vùng vẫy nới rộng khoảng cách, khiến cho thiên địa không ngừng nổ vang. Nhưng cho dù nó có vùng vẫy kịch liệt thế nào, cũng không thể ngăn cản từng khối đá bay ra, một khối, hai khối, ba khối, hai mươi khối, năm mươi khối, một trăm khối, dần dần, đá xây cầu bay ra càng ngày càng nhiều, không ngừng sáp nhập vào chí tôn kiều. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ thấy được đều trở nên rúng động, hoảng sợ, nhất là những tu sĩ đang ở ngay trên từng khối đá xây cầu kia, hết thảy xảy ra giống như ác mộng, khiến bọn họ hiện ra sợ hãi trước giờ chưa từng có mà thân ảnh mạnh hạo đứng trên cầu đã trở thành ấn tượng khắc sâu không thể phai mờ suốt cả đời bọn họ cho dù sau này tu vi bọn họ trở nên cao thâm cho dù có một ngày bọn họ trở thành đạo cảnh trở thành lão tổ nhưng bọn họ vẫn sẽ vĩnh viễn không thể quên giờ khắc này không thể quên thân ảnh mạnh hạo từng bước sinh hoa sen kia từng bước sinh hoa duy ngã độc tôn những tu sĩ này mạnh hạo cũng không làm khó khi từng khối đá xây cầu bay ra bọn chúng đều được một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy ra mặc dù sau đó bọn họ trở thành đang lửng trong hư vô nhưng cũng không bị thương tổn trong tiếng rầm rầm càng thêm mãnh liệt mạnh hạo lại đi ra bước thứ ba bước thứ tư, bước thứ năm mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho thiên địa nổ vang càng nhiều đá xây cầu bay lên sắp nhập vào chí tôn kiều khiến cho uy áp chí tôn kiều càng thêm khủng bố không ngừng trở nên ngưng thực hơn hơn nữa theo uy áp ngày càng mạnh hơn đạp tiên kiều hồn cũng phát ra tiếng gào thét càng thêm thê lương dần dần nó cũng không chịu nổi hồn ảnh vỡ ra không ngừng trầm xuống nó tồn tại đã lâu nhưng tuyệt không nghĩ tới hôm nay lại có người mang theo chí tôn kiều đến trấn áp mình nó bị khắc chế gắt gao không đạp tiên kiều hồn rống giận khí thế lập tức bạo tăng hóa thành lực công kích đánh thẳng tới chí tôn kiều tiếng nổ ngập trời truyền ra chí tôn kiều chấn động hai mắt mạnh hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên Đá xây đạp tiên kiều, trở về chí tôn kiều, từ nay về sau, các ngươi không còn là đạp tiên mà trở thành một phần của chí tôn, cơ hội như vậy, cả đời chỉ có lần này, đá xây đạp tiên kiều, không trở về còn đợi đến khi nào. Thanh âm mạnh hạo ẩn chứa tu vi, ẩn chứa ý chí chí tôn kiều rầm rầm truyền ra, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời nổ vang, hư vô rung rẩy, khiến cho đạp tiên kiều tại một sát na này, bất ngờ nổ tung, chấm than. Những khối đá vụn ngưng tụ lại thành hình cây cầu gần như hoàn chỉnh kia, lúc này không còn thu hút lẫn nhau nữa, mà trực tiếp sụp đổ thành vô số đá vụn, tạo thành một dải cầu vồng, từ vị trí lơ lửng giữa hư không bay thẳng tới. Chí Tôn Kiều, 100, 1000, 10000, 100000, 1 triệu. Vô tận đá xây cầu ầm ầm bay lên, một màn này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía, đã trở thành hoảng sợ, trở thành khiếp sợ, hắn, hắn lấy đi đạp tiên kiều không phải lấy đi mà là cắn nuốt dung hợp đạp tiên kiều mạnh hạo hắn hắn quá mạnh mẽ những tu sĩ này lập tức la lên thất thanh vị trí đạp tiên kiều vì toàn bộ đá xây cầu bay lên không khiến cho tinh không xung quanh trở nên vặn vẹo như muốn sụp xuống kinh thế hải tục theo đá xây cầu không ngừng sáp nhập vào trong chí tôn kiều liền phát ra hào quang ngập trời khí thế bạo tăng quy áp càng thêm mạnh mẽ thậm chí theo chí tôn kiều mạnh lên vô tận sóng gợn cũng xuất hiện quét ngang ra xung quanh càng kinh người hơn chính là trên chí tôn kiều này không ngờ lại tản ra một cổ khí tức dường như không thuộc về sơn hải giới khí tức này chính là một loại ý chí thức tỉnh đó là ý chí của chí tôn kiều đó là ý chí của bỉ ngạn kiều ý chí đạp thiên khí tức này tràn ra lập tức khiến cho toàn bộ đệ cửu sơn hải nổ vang khiến đệ bắc sơn hải đệ thất sơn hải thậm chí toàn bộ sơn hải giới vào giờ khắc này đều bạo phát, chính tòa núi, chính đỉnh núi, chính vùng biển, chính con thánh thú huyền quy, trong chớp mắt này, không ngờ lần nữa phát ra tiếng cầm thét thê lương, giống y hệt như năm đó phát hiện ra dị tộc bên ngoài 33 thiên xuất hiện vậy. Đăng bởi, admin, chương 1552, Sơn Hải Chi Tử. Bỉ ngạn kiều thức tỉnh, phải hủy diệt cây cầu này, hủy diệt sinh cơ của nó, không thể để cho nó có cơ hội hoàn chỉnh trong tiếng gầm thét của chính con huyền quy thánh thú một thanh âm vô tình lạnh như băng bỗng nhiên vang lên trong đầu chủ nhân của cửu đại sơn hải cùng lúc đó nhật tinh nguyệt tinh bất ngờ phát sáng tựa như sắp bạo phát ra lực lượng hủy diệt mà giờ phút này gần như tất cả đá xây đạp tiên kiều đều đã dung nhập vào trong chí tôn kiều khiến cho khí thế chí tôn kiều đang không ngừng bạo phát mạnh hạo đứng trên chí tôn kiều mặc cho cây cầu này chấn động như thế nào hắn cũng không chút nhúc nhích vững vàng đứng trên đó trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, giờ khắc này, theo chí tôn kiều thức tỉnh bạo phát, trong lòng của hắn cũng mơ hồ hiểu ra, chí tôn pháp phân làm hai cảnh giới, một là cảnh giới hư ảo, mà một cảnh giới khác, chính là hóa hư thành thật, chỉ có chân chính biến chí tôn pháp thành thực chất, mới có thể bạo phát ra uy lực mạnh hơn, thậm chí, uy lực này, sẽ quyết định trở thành pháp bảo của chí tôn, có chí tôn pháp, sẽ có thể trở thành danh sách, mà chí tôn pháp từ hư hóa thật, chính là siêu thoát danh sách. Mạnh Hạo hoàn toàn hiểu rõ, danh sách ấn ký trên mi tâm của hắn thời khắc này hiện ra, tỏa ra hào quang lấp lánh, dường như đang nhanh chóng biến đổi, dường như hắn đang lột xác từ danh sách trở thành một tồn tại đặc thù tại Sơn Hải giới vậy, ta không cam lòng, thấy hết thảy đã không thể nghịch chuyển, Đạp Tiên Kiều hồn hóa thành khuôn mặt kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, phát ra tiếng gào thét ngập trời, Bỉ Ngạn Kiều, nếu dung hợp với ta, sẽ có thể thoát khỏi vây khốn từ nay về sau thoát khỏi bể khổ cá vượt long môn khuôn mặt do hồn cây cầu hóa thành kia gào thét bay tới không ngờ nó lại không còn chống cự uy áp của chí tôn kiều nữa mà bay thẳng về chí tôn kiều đây là lựa chọn cuối cùng của nó nó muốn đoạt xá muốn thay thế chí tôn kiều đây đối với nó mà nói cũng không phải là không có khả năng dù sao tuy nó là oán khí do đạp tiên kiều sinh ra nhưng chung quy vẫn là hồn dùng hồn của phỏng chế phẩm đi chiếm cứ thay thế chính phẩm, ầm một tiếng, đạp tiên kiều hồn liền xông vào bên trong chí tôn kiều, mạnh hạo cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt khi nó dung hợp cùng chí tôn kiều, thiên địa lập tức chấn động, hư vô run rẩy, đạp tiên kiều đã biến mất trong tinh không, không ít tu sĩ bên trong đều bị đẩy ra, những tu sĩ bên ngoài thì đều đang trợn mắt há hốc mồm, thời khắc này, trong tinh không chỉ còn có một cây cầu, một cây. Chí tôn kiều của mạnh hạo, nhưng trước mắt, khí tức trí tôn kiều cũng đang run rẩy tại bên trong đạp tiên kiều hồn đang tiến hành đoạt xá ý đồ muốn trở thành trí tôn kiều hồn ta có thể để cho ngươi trở thành trí tôn kiều hồn mạnh hạo bỗng nhiên lên tiếng không cần ngươi ban cho ta vẫn có thể trở thành trí tôn kiều hồn trí tôn kiều hồn gào thét truyền ra cùng lúc đó một cổ lực lượng mạnh mẽ đang liên tiếp đánh vào trí tôn kiều của mạnh hạo như muốn cắt đứt liên hệ giữa trí tôn kiều với mạnh hạo vậy giống như người trong trí tôn họa của danh sách núi thứ nhất lúc trước vậy, nó muốn trí tôn kiều từ nay về sau thoát khỏi mạnh hạo, hai mắt mạnh hạo lóe lên một cái, đang định toàn lực trấn áp, nhưng vào lúc này một cổ nguy cơ chợt hiện lên trong đáy lòng hắn, hắn ngẩng đầu lên, lập tức cảm nhận được một cổ bài xích mãnh liệt, đây chính là cả sơn hải giới bài xích, ngoài ra còn có một cổ lực lượng vô thượng phủ xuống, dường như muốn lần nữa đánh vỡ trí tôn kiều đang không ngừng hoàn thiện, không ngừng thức tỉnh kia vậy, mạnh hạo biến sắc. Hắn muốn thu hồi chí tôn kiều, nhưng có hồn đạp tiên kiều đang ở bên trong nên không thể thu lại. Hai mắt mạnh hạo lóe lên, bỗng nhiên lui về sau, từ trên chí tôn kiều vung tay một cái, tạo thành lồng phòng hộ bao phủ vị trí hai vợ chồng hàng sơn lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thậm chí hắn cũng không tiếp tục ngăn cản đạp tiên kiều đoạt xá, chặt đứt liên hệ giữa mình cùng chí tôn kiều nữa. Trong chớp mắt khi hắn nhìn về phía tinh không, hắn thấy được một luồng sáng một luồng ánh sáng hủy diệt, theo chính tòa núi nổ vang, chính con huyền quy gào thét, từ nhật tinh phát ra, nhật tinh đã động, mũi tên ánh sáng có thể phá hủy hết thảy, trong chớp mắt xuyên qua tinh không, xuất hiện ở nơi này, trực tiếp liền đánh lên trí tôn kiều, toàn bộ trí tôn kiều đột nhiên chấn động, vì cây cầu này là pháp thuật của mạnh hạo, nên thân thể hắn cũng rung lên, phun ra máu tươi. Nhưng so với thương thế của hắn còn muốn nghiêm trọng hơn, lại là đạp tiên kiều hồn đang muốn đoạt xá kia. Kiều Hồn phát ra tiếng hét thảm, khiến cho toàn bộ trí tôn kiều đều chấn động. Dưới lực lượng hủy diệt kia, Kiều Hùng lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong. Ngươi có khuất phục hay không? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng: Khuất phục ta, ta có thể buông ra suy nghĩ để ngươi trở thành trí tôn Kiều Hồn, Nếu như vẫn không khuất phục, nhất định ngươi sẽ chết dưới lực lượng Sơn Hải. Mạnh Hạo vội lên tiếng: Mượn Sơn Hải lực lượng áp bức đạp tiên Kiều hồn chết cũng không khuất phục. Nếu như ta chết. Cầu cũng sẽ vỡ, ngươi cũng khó thoát khỏi bị hủy diệt. Kiều hồn còn đang gào thét, thì đột nhiên mũi tên ánh sáng thứ hai đã xé không mà đến, lần này còn mạnh hơn trước, còn kinh khủng hơn trước, trong chớp mắt liền đánh lên Chí Tôn Kiều, ánh sáng xanh bị đánh nát, ánh sáng trắng bị xóa bỏ, cho Chí Tôn Kiều truyền ra tiếng nổ tầm ầm, không ngờ lần nữa vỡ vụn, khí thế Chí Tôn Kiều đang tăng lên, vào giờ khắc này cũng bị cắt ngang, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cắn răng cưỡng ép chống cự. Kiều Hồn hết thảm, dĩ nhiên đã vô cùng hư nhược, nó không thể chịu nổi mũi tên thứ ba, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, trở thành kiều hồn của ta, huyết cừu của ngươi cùng Quý gia mạnh hạo ta có thể thề, sẽ dùng máu Quý Thiên, hóa giải oán niệm của ngươi, nếu ngươi vẫn không biết quý trọng cơ hội lần này, ta chỉ có thể nhìn lực lượng sơn hải, tiêu diệt ngươi mà thôi. Ánh mắt mạnh hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, lập tức lên tiếng, cùng lúc đó từ xa bất ngờ xuất hiện mũi tên ánh sáng thứ ba mũi tên ánh sáng này tựa như một phần mặt trời truyền ra tiếng nổ vang khắp tinh không đệ cửu sơn hải hình thành vô số sóng gợn như thể ngưng tụ lực lượng long trời lở đất muốn một phát hủy diệt tất cả kiều hồng run rẩy trước nguy cơ sống chết cận kề nó liền phát ra âm thanh thê lương cho dù ta thần phục thì sao chứ ta thần phục vẫn phải chết dưới lực lượng hủy diệt kia ngươi có thể vứt bỏ trí tôn kiều để thoát chết cho dù ta thần phục vẫn sẽ chết, Chí Tôn Kiều, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nếu ngươi thần phục, ta sẽ cho ngươi bất tử, ngươi sẽ không chết. Mạnh Hạo khẳng định như chém đinh chặt sắt, Kiều hồn run rẩy, dưới nguy cơ sống chết, nó không có lựa chọn nào khác, trong chớp mắt tiếp theo, nó lập tức mở ra hết thảy hồn thể, thần thức Mạnh Hạo tản mạnh ra, mượn Chí Tôn Kiều, để lại lạc ấn của mình bên trong Kiều hồn, lạc ấn này ở tận sâu trong linh hồn, một khi hạ xuống, sẽ không thể xóa nhòa ta sẽ chứng kiến ngươi hoàn thành cam kết của mình. Kiều hồn gầm thét, trong khoảnh khắc mạnh hạo để lại lạc ấn, nó đã không còn cần đi đoạt xá chí tôn kiều nữa, không cần phải đi chặt đứt liên hệ giữa mạnh hạo cùng chí tôn kiều nữa. Toàn bộ chí tôn kiều trong chớp mắt này đã trực tiếp chấp nhận nó, khiến cho kiều hồn này trong nháy mắt liền tràn ngập khắp chí tôn kiều, khí thế cũng theo đó bộc phát ra, nhưng có lạc ấn trong hồn, cả đời này nó chỉ có thể thuộc về mạnh hạo mà chí tôn kiều này cũng đã không còn chút khả năng nào thoát khỏi khống chế của mạnh hạo nữa. Bất kể thuật pháp nào, khi biến thành thực thể, đều là như vậy, thậm chí có thể nói, chí tôn kiều đã hoàn thành dung hợp với đạp tiên kiều phỏng chế ra, khiến cho bản thân nó, chiếm được thiên đại cơ duyên từ hư hóa thật, như vậy bước kế tiếp, nơi ta cần đi chính là tiên khư, sáp nhập một đoạn chí tôn kiều chân chính vào đây. Trong mắt mạnh hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ khắc này, Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ con đường chí tôn, đúng lúc này, mũi tên ánh sáng đã từ xa xé không lao đến. Trong chớp mắt khi nó đến gần, Kiều Hồn run rẩy, Mạnh Hạo chợt bước ra khỏi chí tôn kiều, đi tới phía trước mũi tên hủy diệt kia, tay phải nâng lên nhấn một cái, dưới cái nhấn này, Kiều Hồn lập tức trúng động, nó tuyệt không nghĩ tới, phương pháp của Mạnh Hạo, lại là một mình đối mặt với lực lượng sơn hải, hắn điên rồi. Kiều Hồn thất thanh, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, kiều hồn lại lần nữa la lên thất thanh tỏ ra hoảng sợ cùng không thể tin nổi bởi vì kia mũi tên không ngờ lại chậm rãi dừng lại trước mặt mạnh hạo lấy thân phận của ta ra lệnh cho ngươi quay trở lại mạnh hạo nhẹ giọng lên tiếng trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán không cho phép hoài nghi bàn tay của hắn cũng không có lực lượng rung chuyển mũi tên này nhưng thanh âm của hắn lại như hóa thành một bức tường phòng hộ không thể xé mở khiến cho mũi tên kia dường như không dám xuyên qua bàn tay mạnh hạo từ từ dừng lại. Bỉ ngạn kiều có thể tồn tại, nhưng kiều hồn thức tỉnh, vì phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, nhất thiết phải trừ đi. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong đầu mạnh hạo, tựa như lôi đình vang vọng. Cầu này là chí tôn pháp của ta, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh hạo hờ hững lên tiếng, quy tắc là như vậy, không thể. Ta nói không xuất hiện ngoài ý muốn, thì sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, lui xuống. Hai mắt mạnh hạo sáng lấp lánh, Giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn trong chớp mắt ầm ầm bạo phát, khí tức tản ra khiến cho câu nói này của Mạnh Hạo mặc dù không lớn, nhưng lọt vào trong tai chính con huyền quy trên chính ngọn núi, lại giống như sấm sét, mà truyền vào trong tâm thần của ý chí sơn hải giới lạnh như băng này, cũng tựa như sấm sét, mũi tên ánh sáng run rẩy, thanh âm lạnh như băng kia lâm vào trầm mặt, Mạnh Hạo cũng không nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó, tay phải cũng đã hạ xuống. Phía sau hắn, Kiều hồn bên trong chí tôn kiều thời khắc này đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau, trong đầu mạnh hạo lại chậm rãi vang lên thanh âm lạnh như băng kia. Tuân lệnh sơn hải tử. Theo thanh âm truyền ra, mũi tên ánh sáng kia cũng từ từ tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến trong hư vô. Mạnh hạo cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Hết thảy vừa rồi, đều là do hắn làm liều, dùng thân phận của mình đánh cược, ra lệnh đối với sơn hải giới, sơn hải tử. Mạnh hạo thầm lẩm bẩm, mỉm cười, hắn thích cách xưng hô này, thời khắc này khi hắn xoay người lại, ấn ký nơi mi tâm đã hoàn thành biến đổi, bất ngờ, trở thành chính tòa núi, sau đó ngán lên một cái, biến mất không thấy, thời khắc này, chí tôn kiều hồn trầm mặt, đối với mạnh hạo đã sinh ra kính sợ cùng thần phục trước giờ chưa từng có, không còn có chút phản kháng nào, tùy ý để mạnh hạo phất tay một cái, tiêu tán đi, sau khi chí tôn kiều tiêu tán, tinh không trở nên trống không, chỉ còn lại một khối hàng băng lơ lửng, bên trong đó là hàng sơn cùng thê tử của hắn. Dần dần khối hàng băng liền từ từ hòa tan, cho đến một nén ngang sau, khi khối hàng băng hoàn toàn tan rã, thân thể hàng sơn chợt trung lên, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo vẻ mờ mịt, nhìn thấy được mạnh hạo, hàng sơn đại ca, mạnh hạo may mắn không phụ mệnh. Trong khoảnh khắc khi hàng sơn nhìn về phía mạnh hạo, trên mặt mạnh hạo lộ ra nụ cười, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Đăng bởi, admin. Chương 1553, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn. Tinh không yên tĩnh, những người kia vốn là tu sĩ linh cảnh thí luyện trên Đạp Tiên Kiều, tuy rằng phân tán trong tinh không, nhưng nhờ có mạnh hạo tương trợ, những tu sĩ ở xa nhìn Đạp Tiên Kiều biến mất, chí tôn Kiều nổi lên, các tu sĩ đều rối rít tuân mệnh, bọn họ sẽ đưa những tu sĩ linh cảnh này về tông môn, tất cả cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn mỹ. Hành trình báo ân lần này chẳng những cứu được vợ chồng Hàng Sơn mà trí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng xuất hiện những biến hóa long trời lỡ đất. Lúc này, Mạnh Hạo nhìn Hàng Sơn, nở nụ cười ôn hòa. Trong mắt hắn hiện lên từng ký ức, dường như là đang trở lại những năm xa xưa đó. Hàng Sơn đầu tiên là mờ mịt, sau đó hai mắt hắn từ từ khôi phục thanh minh. Thê tử của hắn cũng run lên rồi tỉnh lại, nàng mê mang nhìn bốn phía. Khi ánh mắt nàng rơi trên người phu quân thì vẻ mê mang tiêu tán, thay vào đó là chút nhu tình dường như không quản là đang ở nơi nào không quản tương lai có bao nhiêu lận đận long đong chỉ cần hàng sơn ở bên cạnh với nàng hết thảy đã đủ có rượu không hàng sơn từ từ đứng lên ánh mắt hắn quét qua bốn phía sau cùng nhìn về phía mạnh hạo trong mắt mang theo cảm kích hắn lớn tiếng cười nói mạnh hạo mỉm cười vung tay lên bầu rượu năm đó hàng sơn cho mạnh hạo bay thẳng ra được hàng sơn bắt lấy hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm to, đại ân đại đức của tiểu hữu, hàng mổ vĩnh viễn không quên. Hàng Sơn đặt bầu rượu xuống, nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Hắn cũng không hỏi Mạnh Hạo cứu mình ra như thế nào, những điều này không quan trọng, quan trọng là năm đó hắn tin Mạnh Hạo và hắn không tin lầm, quan trọng là bản thân được cứu, thê tử cũng được cứu. Hắn nợ Mạnh Hạo hai mạng. Đối với chuyện này, Hàng Sơn sẽ không bao giờ quên, Hàng Sơn đại ca, đây là việc ta phải làm, cũng là cam kết của ta với huynh. Mạnh hạo lắc đầu, nhìn Hàng Sơn cùng thê tử của hắn, trong mắt lộ ra sự chúc phúc, Hàng Sơn cũng trầm mặt không nói, chỉ nhìn Mạnh hạo. Hai người tiến lên ôm lấy nhau, huynh đệ, ta cũng không nói nhiều. Tóm lại, nếu ngươi cần, hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ đến. Hàng Sơn nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, hai người trò chuyện một lúc lâu. Thê tử của Hàng Sơn ở một bên an tĩnh nhìn hai người bọn họ, trong mắt mang theo niềm cảm kích. Khi chia tay, Mạnh Hạo đưa lệnh bài của hắn ra rồi đề nghị hai vợ chồng Hàng Sơn đến ở tại Nam Thiên Tinh. Đối với đề nghị này của Mạnh Hạo, Hàng Sơn cũng không cự tuyệt. Với hắn mà nói, chỉ cần thê tử trở về, bất kể là ở nơi nào đều được. Nam Thiên Tinh nếu là quê hương của Mạnh Hạo, Hàng Sơn nguyện ý ở nơi này. Lúc ly biệt, Mạnh Hạo nhìn theo vợ chồng Hàng Sơn đã đi xa, trong mắt ánh lên tia sáng lóng lánh. Cho đến khi thân ảnh hai vợ chồng biến mất, Mạnh Hạo mới quay đầu lại, nhìn về phía xa nơi lúc trước có Đạp Thiên Kiều. Hắn lại xoay người, đi vào một truyền tống trận khác, lần này không phải là đi đòi nợ, mà là đến Cổ Tiên Lăng, ở trong đó có năm đại thánh địa giống nhau. Cũng là ở nơi đó, hắn có một người bạn tốt, mập mạp, có lẽ hiện giờ không thể gọi hắn là Lý Phú Quý nữa rồi, vì hắn đã trở thành đại mập mạp rồi thân thể hắn rất lớn phải bốn người ôm mới hết nhưng hắn lại rất linh hoạt nhất là răng nanh lại vô cùng sắc bén được bồi dưỡng trong cổ tiên lăng hắn dĩ nhiên đã thành tiên rồi đạo lữ của hắn so với năm đó không ngờ lại nhiều hơn rất nhiều lúc này đã không còn là một trăm người mà lên đến gần năm trăm người rồi mạnh hạo đến cổ tiên lăng ý đồ khoan chưa nói tới mập mạp như một quả cầu ở trong tông môn gào thét ra khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn liền trợn mắt há mồm, lão đại, ngươi, rốt cuộc cũng đến gặp ta. Mập mạp hét lớn một tiếng. Thân thể tròn như một quả cầu, ầm ầm lao đến muốn ôm lấy Mạnh Hạo, chỉ tiếc bụng hắn quá lớn, cánh tay lại không đủ dài, Mạnh Hạo cười khổ không thể không lui về sau. Nhìn thân hình như quả cầu không lồ trước mặt mình, Mạnh Hạo không khỏi nhức đầu. Bất quá hắn may mắn chỉnh đốn thần thức. Thân thể mập mạp không việc gì, Tu vi cũng không tầm thường, lúc này mới yên tâm, ngươi ăn ít lại một chút." Mạnh Hạo vừa cười khổ nói, Mập Mạp đã mang hắn vào tông môn Cổ Tiên Lăng. Mạnh Hạo đến, đối với Cổ Tiên Lăng mà nói, không thể để xảy ra sơ suất, còn bày ra quy cách trang trọng, thậm chí đến lão tổ đạo cảnh cũng phải xuất quan, Mạnh Hạo ở lại Cổ Tiên Lăng mấy ngày. Mấy ngày này, hắn cùng Mập Mạp ngồi ôn chuyện xưa. Nhắc đến mấy chuyện này, lại nhớ đến dĩ vãng tốt đẹp, hai người uống rất nhiều rượu vừa nói mập mạp vừa khóc hắn nói với mạnh hạo hắn nhớ cha mẹ hắn hắn đã trở về nam thiên tinh rất nhiều lần nhưng không còn triệu quốc hắn cũng không tìm được cái gì hắn hiểu rõ cho dù tìm được cha mẹ cũng đã mất từ lâu người nhà có lẽ cũng đã ly tán rồi nhưng hắn vẫn nhớ năm tháng qua đi hắn càng thêm nhớ thậm chí hắn cảm thấy cho dù mình có thọ nguyên đã lâu thê thiếp thành đàn nhưng vẫn hy vọng có cha mẹ ở bên cạnh nhìn mập mạp khóc thầm mạnh hạo khẽ thở dài hắn chỉ có thể yên lặng bồi tiếp rượu không một lời đáp trả mập mạp dường như đã rất lâu rồi không có phát tiết như vậy khóc một hồi rốt cuộc hắn cũng nở nụ cười cùng mạnh hạo nói về kháo sơn tông đối với mập mạp mà nói thời gian vui sướng nhất của hắn chính là lúc ở kháo sơn tông tại nam thiên tinh hai người cùng nói về lúc bày hàng ở vỉa hè kháo sơn tông Mạnh hạo cười to, mập mạp ở một bên, tiếng cười cũng vang vọng, nói tới kháo sơn tông, không thể không nhắc đến hứa thanh, năm đó hứa sư tử mang bốn người chúng ta đi kháo sơn tông. Vương Hữu Tài là một người ngoan cường. Hắn ở Lạc Nguyện Hồ nhanh chóng lớn mạnh, được gọi là Hắc Mục Sát, danh tiếng khá lớn, ta lại ở chỗ này làm kẻ bất tài vô dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, về phần lão đại ngươi. Càng không cần phải nói, chỉ là không biết đồng hồ bây giờ thế nào, tiếc là một tin tức cũng hoàn toàn không có, lại nói tới, hứa sư tỷ biết nhìn người, đúng rồi, mạnh hạo, ngươi có còn nhớ rõ lúc đó chúng ta ở trong động trên đại thanh sơn, ngươi ở trên vách núi ném dây thường đi, ha ha, coi như ngươi may mắn, bằng không, người sẽ không bị mang vào kháo sơn tông, mạnh hạo vội ho một tiếng, ký ức theo lời của mập mạp vùa về, hắn nhớ, sau lần thi rớt đó, chính mình cảm khái đi lên Đại Thanh Sơn. Năm đó, hắn dù có thế nào cũng không hề nghĩ tới, lần lên núi kia, từ đó về sau, vận mệnh biến đổi, thế gian mất đi một thư sinh, thiên hạ lại thêm một tu sĩ, Sơn Hải Giới. Từ này về sau có chủ nhân tương lại, nhắc tới hứa thanh, nhớ tới ngày thành thân đầy máu kia, tâm tình mạnh hạo trầm xuống. Hắn nói với mập mạp, muốn đi núi thứ tư, mang hứa thanh về, mập mạp thấy tâm tình mạnh hạo trầm xuống, lập từ khoác tay áo. Một nữ nhân từ đằng xa nhanh chóng đi tới, cúi đầu trước mạnh hạo, lão đại, nào nào nào, ta giới thiệt cho ngươi đạo lữ của ta. Đây là tình cảm chân thành của ta, tiểu thúy, mạnh hạo nhìn nữ nhân kia khẽ gật đầu, hơi trầm ngầm. Nghĩ tới tình cảm chân thành mập mạp vừa nói, hắn liền lấy một pháp bảo từ trong túi trữ vật ra, đưa cho mập mạp, mập mạp thấy một màn như vậy, cặp mắt lập tức sáng ngời. Vì thế, sau đó, lão đại, đây là thiên ái của ta, tiểu hồng, lão đại, đây là người ta sủng ái nhất, tiểu phương, lão đại, đây là. Mập mạp không ngờ lại giới thiệu hết cho mạnh hạo 500 đạo lữ khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Nhìn từng nữ tử kia, lại nhìn đến mập mạp mặt mày hớn hở có chút giảo hoạt, mạnh hạo chỉ biết cười khổ, nhất nhất lấy pháp bảo đưa cho hắn. Đạo lữ cuối cùng cùng được mập mạp tìm đủ các loại từ ngữ để giới thiệu. Mạnh hạo tưởng rằng đã xong, không ngờ sau đó Mập Mạp lại gọi tới một thanh niên, còn không dập đầu với Mạnh Bá Bá. Mập Mạp trợn mắt, quay đầu nhìn Mạnh Hạo cười cười, "Đây là con trai ta." Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn thanh niên kia, lại nhìn đến Mập Mạp, cười khổ đưa pháp bảo ra, sau đó, không ngờ, Mập Mạp lại gọi hơn 300 nữ nhi của hắn tới, sau đó, "Lão đại, đây là cháu của ta." Mạnh Hạo chết lặng. Hắn bội phục Mập Mạp, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như thế hơn 500 đạo lữ, một thứ hạng cũng không gọi sai. Lại có hơn 300 nữ nhi, thuận miệng nói ra từng tên, còn có hơn 100 tôn bối cùng đều như vậy. Khiến Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng là thậm chí mập mạp còn có cả tầng tôn. Tuy rằng còn nằm trong tả lót nhưng Mạnh Hạo cũng không thể không cấp lễ vật, dù sao, hắn cũng cho nhiều như vậy, thế nào cũng không thể thiếu vài người, hắn vốn còn muốn ở lại đây mấy ngày, nhưng ngày thứ hai liền vội vàng cáo từ. Mạnh hạo sợ rằng nếu còn lưu lại, chính là dân tặng túi trữ vật vất vả lắm mới tích lũy được, mà cũng chẳng đủ phân phát cho cả nhà mập mạp. Mục tiêu của ta chính là nếu ta không thể chinh phục được tông môn này. Nhất định phải khiến cho đời sau, chinh phục cổ tiên lăng. Tiễn mạnh hạo đi, mập mạp hào hùng nói. Lúc nói những lời này, cặp mắt hắn mang theo hào quang thần thánh. Đối với mục tiêu vĩ đại này của mập mạp, mạnh hạo rất bội phục. Hắn cảm thấy với bản lĩnh của mập mạp, điều này không phải là không có khả năng. Vì thế, hắn vỗ nhẹ bả vai mập mạp, ánh mắt mang theo sự khích lệ, hảo huynh đệ, ngươi phải cố gắng. Ta cảm thấy 500 đạo lữ, vẫn còn có chút thiếu. Ngươi phải làm sao có ít nhất 5.000 đạo lữ, như vậy, mới chính là đại gia tộc. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi sẽ có đến mấy ngàn đứa con gái, còn sinh sôi nảy nở, càng kinh khủng hơn. Mạnh hạo vô trách nhiệm khuyến khích hắn, mập mạp lắng nghe, Cặp mắt sáng ngời cười ha ha không hổ là lão đại của ta không sai không sai ta cũng nghĩ như vậy ta muốn trở thành một gia tộc trong mắt mập mạp chất động giả tâm mạnh hạo sau khi nhìn thấy vội ho một tiếng nhanh chóng rời đi lần ly biệt này không có đau khổ chỉ có nụ cười mạnh hạo không nói khi nào trở về mập mạp cũng không hỏi đến cố ý không nói đến chuyện này cho đến lúc gần đi mập mạp mới thu hồi nụ cười tiến lên ôm chầm Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Mạnh Hạo nghiêm túc gật đầu. Hai người nhìn nhau một cái, cười to một tiếng rồi từng người xoay đi. Một người trở về tông môn, một người thì đã đi rất xa. Đăng bởi, admin, chương 1554, cố nhân. Rời khỏi cổ tiên lăng, Mạnh Hạo bay trong tinh không, đầu óc lại hiện lên từng hình ảnh ở Kháo Sơn Tông năm đó. Đi rất lâu, Hắn bỗng nhiên xoay người, cất bước đi về phía Vẫn Thạch trong truyền trống trận, nơi hắn đến lần này là Thái Hành kiếm tông, không phải là đi đòi nợ, mà là đi gặp cố nhân. Đại sư huynh của hắn, Trần Phàm, năm đó đã bái nhập Thái Hành kiếm tông, đối với Thái Hành kiếm tông, Mạnh Hạo không xa lạ gì. Mặc dù tới bây giờ chưa từng đi qua, nhưng hắn được ba đại đạo liên hiệp thu làm đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thái Hành kiếm tông cũng là tông môn của hắn. Đến khi Thái Hành kiếm tông vang lên tiếng chuông, lão tổ đạo cảnh đã đích thân đến gặp. Mạnh Hạo một đường đi thẳng vào tông môn, bái kiến trưởng giáo Thái Hành kiếm tông cùng lão tổ, nói rõ ý đồ tới đây. Hắn thấy được Trần Phàm, so với năm đó, giờ đây Trần Phàm thoạt nhìn đã trung niên, rất tang thương, mái tóc xám trắng, ánh mắt yên tĩnh, dĩ nhiên đã thành tiên rồi, mặc dù ở trong Thái Hành kiếm tông, hắn cũng thuộc hàng đệ tử không có quá nhiều danh tiếng, nhưng trong mắt tông môn thế hệ trước trần phàm có tương lai phát triển không thể lường bởi vì ngưng ở tình tình biến thành kiếm kiếm phá trời khi mạnh hạo thấy trần phàm là lúc hắn đang tĩnh tọa bất kể là đi tới nơi nào bên người của hắn luôn đặt một khối núi đá to lớn bên trong núi đá kia dường như mơ hồ tồn tại một nữ nhân vị sư huynh này kiếm của hắn không dứt tình không chém tình chỉ vì khắc ghi mà trở thành tâm của hắn trở thành kiếm của hắn phần ân tình này có thể tu tâm kiếm đạo, mà tư chất của hắn cũng thích hợp với tâm kiếm đạo, không đến trăm năm, nếu hắn đạp cổ, ác mặt trời kiếm tông lại có thêm một thiên kiêu. Ở bên cạnh Mạnh Hạo, một vị lão tổ đạo cảnh của Thái Hành kiếm tông chậm rãi lên tiếng. Khi nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt lão không hề che giấu vẻ tán thưởng, lúc này, Trần Phàm chậm rãi mở mắt ra. Trên đầu gối của hắn được đặt một thanh kiếm, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm, sau đó mới ngẩng đầu ánh mắt rơi trên người mạnh hạo trên mặt hắn lộ ra một nụ cười giống như năm đó ở kháo sơn tông giống như lúc đầu ở nhất kiếm tông nụ cười của hắn vẫn ôn hòa mang theo sự quan tâm chỉ là có chút thương tang tiểu sư đệ một câu nói ba chữ khoảnh khắc trần phàm nói ra mạnh hạo tâm tư xúc động dường như trở lại năm đó sư huynh mạnh hạo nhẹ giọng lên tiếng đi tới bên cạnh trần phàm kiếm tông lão tổ đạo cảnh mỉm cười để chỗ này lại cho mạnh hạo cùng trần phàm tới bên cạnh trần phàm đầu tiên mạnh hạo cúi đầu hướng về núi đá kia hắn biết trong núi đá này là một nữ tử là tình cảm chân thành cả đời của đại sư huynh có thể nói chính nữ tử này đã biến đổi cả cuộc đời trần phàm cả đời chỉ yêu một người khi người còn sống ta chung tình với người sau khi người chết ta vẫn chung tình mà nhớ đến nếu người còn sống ta dành cả đời cho người nếu người chết đi, ta mãi nhớ thương người cả đời, đó chính là Trần Phàm hắn ngây ngốc, hắn cố chấp, như năm nó trong tháo sơn tông, đối mặt với chiêu mộ của nhất kiếm tông, hắn đã không do dự mà cự tuyệt. Cho dù tông môn sắp diệt vong, hắn vẫn lựa chọn như trước, cùng chết với tông môn, hắn ngây ngốc cố chấp, bởi hắn là Trần Phàm thấy mạnh hạo cúi đầu với núi đá, thần sắc Trần Phàm vẫn như thường, không có biến hóa, bởi vì hắn biết, mạnh hạo là tiểu sư đệ của mình nên cũng là sư đệ của vợ mình đây là sư đệ năm đó hắn nhớ thương nhất hắn thấy đối phương từng bước một mà lớn lên từng bước một tiến đến huy hoàng của bản thân hắn rất vui vẻ hắn hy vọng mạnh hạo có thể tốt hơn hắn hy vọng có một ngày có thể thấy được mạnh hạo chân chính đạt tới đỉnh phong đường tu hành tâm phải tốt đạo phải được chung quy là phải kiên định trần phàm nhẹ giọng nói mạnh hạo gật đầu khoanh chân ngồi trước mặt trần phàm giống như năm đó hắn đối mặt với trần phàm cho dù hiện tại hắn đã ngang hàng với đạo cảnh về cả thân phận lẫn tu vi nhưng trước mặt sư huynh hắn hắn vẫn mãi là tiểu sư đệ năm đó cả đời cũng là tiểu sư đệ hắn nói cho trần phàm biết hắn muốn tự mình rời khỏi đệ cửu sơn hải tìm hứa thanh trở về ta biết ý đồ đến đây của ngươi ta là tu sĩ thọ nguyên đã lâu thiên địa rộng lớn đã từng đi một vài chỗ từng qua một số đường cũng có lợi không cần nhớ trong chúng ta, mỗi người đều có con đường khác nhau, ta cũng sống tốt, Lý Phú Quý cũng vậy, ngươi phải tin tưởng, chúng ta cũng tin, mộng tưởng của chúng ta cuối cùng sẽ thực hiện được. Trần Phàm nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt rơi vào bên trên núi đá, nhìn ngắm thân ảnh nữ tử mơ hồ ở bên trong, sư huynh, nếu như có một ngày ta có thể trợ giúp năng lực của ngươi, ta nhất định sẽ giúp Sơn Linh tẩu tẩu, sống lại. Mạnh hạo nhẹ giọng nói đây không phải là lần đầu tiên hắn nói như vậy chỉ là cho dù hắn có thể báo ân với hàng sơn nhưng với tu vi giờ này vẫn còn chưa thể làm sống lại một người đã tử vong quá lâu đối với ngươi là vậy trần phàm cười cười trong mắt lộ ra nhu hòa nhưng trong mắt ta nàng vẫn luôn tồn tại mạnh hạo sửng sốt nhìn về phía trần phàm một lòng vì đạo trong lòng có thiên địa có trong lòng không thiên địa không trần phàm vung tay lên bốn phía cái vùng tay này dường như tạo ra một vùng, mà vùng này không lớn, chỉ có ba trường, nhưng trong ba trường này, Mạnh Hạo lại thấy được nữ tử trong núi đá kia dần dần mở mắt ra, khôi phục sinh cơ, không ngờ lại cất bước đi ra từ trong núi đá, ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, hướng về phía Mạnh Hạo tươi cười, dựa vào vai Trần Phàm, "Này." Mạnh Hạo hít sâu một hơi, loại đạo pháp này, cảm giác đầu tiên của hắn là hư ảo, nhưng nhìn kỹ, dường như không phải hư ảo nàng ở trong mắt ngươi, là giả dối, ở trong mắt ta, là chân thật. Thật và giả, đối với mỗi người, đối với mỗi tâm, là khác nhau. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng, nội tâm Mạnh Hạo chấn động, mơ hồ hiểu rõ một chút. Nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Lần này ngồi xuống hết ba ngày, ba ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt, hắn đứng dậy hướng về phía Trần Phàm ôm quyền cúi đầu, đa tạ đại sư huynh chỉ điểm mạnh hạo tu vi so với trần phàm cao hơn rất nhiều lần nhưng trên con đường tu đạo này kỳ ngộ cùng trần phàm là một điều may mắn đây cũng chính là nguyên nhân hắn tu hành tâm kiếm cũng là thái hành kiếm tông là một nguyên nhân mà hắn cực kỳ coi trọng đi thôi mang hứa thanh sư muội trở về rất lâu không gặp nàng ta cũng rất nhớ trần phàm trong mắt lộ ra khích lệ mạnh hạo hít sâu một hơi gật gật đầu đứng dậy cáo từ bái biệt Trần Phàm, rời khỏi Thái Hành kiếm tông, sau khi rời đi, Mạnh Hạo lại đến Lạc Nguyệt Hồ. Là một trong năm thánh địa Lạc Nguyệt Hồ, theo nghĩa khác, nơi đây không đẹp như tên gọi của nó. Thậm chí, Mạnh Hạo và Lạc Nguyệt Hồ tiếp xúc cũng rất ít, nhưng hắn biết, công pháp ở Lạc Nguyệt phần lớn đều như ma đạo bình thường, Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt, trong đêm tối có mặt trăng vẫn tồn tại tia sáng như cũ. Nhưng nếu mặt trăng lặn xuống, mà mặt trời không mọc lên, một khắc kia chính là lúc thiên địa tối đen như mực lạc nguyệt hồ chính là ý này như vương hữu tài hắn vốn là một người ngoan cường trong mắt người khác mà đối với mình còn ác liệt hơn lúc trước vì tu hành vì tự chế công pháp hắn đã tự đâm mù hai mắt mình dựa vào hành động ngoan cường ấy cả lạc nguyệt hồn trưởng lão cũng động dung nổi lên ý yêu tài với hắn đem thu nhận vào tông môn toàn lực bồi dưỡng từ đó về sau người khác đều nghĩ thế giới của hắn đều đen như mực nhưng thực tế không có ai biết người ngoài không thể thấy được đặc sắc trong mắt hắn bởi vì hắn đã tự chế thần thông lưu lại thần thông kia trong đầu của mình vĩnh viễn từ nay về sau không cần con mắt hắn vẫn có thể thấy được mọi thứ sau khi đi tới lạc nguyệt hồ sự tàn nhẫn của hắn càng hiển lộ rõ hơn trải qua mấy lần chinh chiến bất luận là đối nội hay đối ngoại hắn chính là ma mục sát danh tiếng cứ như vậy truyền đi ma chính là tôn xưng người ngoài đối với hắn một chính là chỉ cặp mắt trống rỗng kinh khủng của hắn mà sắc chính là đại diện cho chết chóc mạnh hạo đến nơi khi hứng nói muốn gặp vương hữu tài đệ tử tiếp đãi của hắn biến sắc mặt dường như trong lạc nguyệt hồ này cái tên vương hữu tài so với mạnh hạo còn có uy hiếp hơn cho dù vương hữu tài chỉ là tiên lúc gặp được vương hữu tài mạnh hạo thấy một cái ao màu đen trong cái ao này vương hữu tài đang khoanh chân tĩnh tọa trong thứ nước đen kia hiện lên vô số khuôn mặt dữ tợn, vây quanh khắp bốn phía Vương Hữu Tài, cắn nuốt máu thịt của hắn, đã lâu không gặp, Mạnh Hạo. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ miệng Vương Hữu Tài. Hắn ngẩng đầu, cặp mắt trống rỗng nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng, cần gì phải như vậy, hết thảy đều phải trả giá. Vương Hữu Tài trầm mặt một lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng, thanh âm khàn khàn. Những khuôn mặt hư ảo chung quanh hắn đang không ngừng cắn xé nhưng hắn lại không nhíu mày lấy nửa cái, dường như đã sớm thành thói quen vậy, những người này đều do ta giết. Ta lấy hồn của bọn họ, làm cho bọn họ ngày đêm không lúc nào không cắn nuốt ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm nhận nỗi hận của họ đối với ta, khiến cho ta thấy được thiên địa tràn đầy sắc thái, mạnh hạo trầm mặc, hắn nhìn Vương Hữu Tài, khẽ thở dài trong lòng. Năm đó, bốn người trên Đại Thanh Sơn, hắn mập mạp, vương hữu tài, đồng hồ, mập mạp là tiêu giao nhất, vương hữu tài lại vô cùng tàn nhẫn. Về phần đồng hồ, mặc dù hoàn toàn không có chút tin tức nhưng năm đó Mạnh hạo có thể thấy được, hắn tin rằng đồng hồ nhất định là oai phong một cõi nào đó, Mạnh hạo bồi tiếp vương hữu tài, ở chỗ này tỉnh tọa. Đến ngày thứ hai, Mạnh hạo đứng dậy muốn rời khỏi, vương hữu tài đột nhiên lên tiếng, Mạnh hạo chúng ta là bằng hữu sao? Trước kia là bằng hữu, bây giờ là bằng hữu và tương lai cũng vậy mạnh hạo nhìn vương hữu tài nói thật lòng vương hữu tài cười tiếng cười khàn khàn nhưng lại không khó nghe giống như trên đại thanh sơn năm đó người thiếu niên thuần phát kia cho mình là lớn tuổi nhất nên muốn chiếu cố những đồng bạn khác mạnh hạo hãy để cho mình mạnh thêm trong thời gian ngắn nhất trăng đã tàn nhưng mặt trời vẫn chưa lên chiếu sáng thế gian không biết đã bao nhiêu đêm tối rồi ta có thể thấy được có thể cảm nhận được rất nhanh thôi đại loạn sẽ nổi lên thân thể mạnh hạo chấn động. Chuyện này hắn biết nhưng lại không hề nghĩ tới, không ngờ vương hữu tài cũng biết. Mạnh hạo liếc nhìn vương hữu tài một cái thật sâu, trầm mặt một lát rồi gật đầu rời đi, thân ảnh hắn càng lúc càng xa rồi biến mất ở Lạc Nguyệt Hồ. Đăng bởi, admin, chương 1555, hiện tại nó là Chí Tôn Kiều. Lần này, hắn chính là đi đến yêu tiên cổ tông. Hắn muốn trước khi đi, có thể gặp được khả cửu tư. Chỉ là mạnh hạo có thể tìm được yêu tiên cổ tông, nhưng khó có thể đi vào. Nơi đó tồn tại một vách ngăn vô hình, trừ phi mạnh hạo cưỡng ép xâm nhập, nếu không khó có thể bước vào. Trước phế tích ngoài yêu tiên cổ tông, hắn đứng trầm mặt rất lâu nhưng vách ngăn vẫn đứng ở chỗ cũ. Mạnh hạo khẽ thở dài, hắn ôm quyền hướng về phía phế tích yêu tiên cổ tông, cúi đầu thật thấp rồi xoay người rời đi. Lúc hắn rời đi, Kha Cửu Tư yên lặng đứng trên ngọn núi ở yêu tiên cổ tông, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, tại sao không cho hắn vào. Từ bên cạnh Khả Cửu Tư truyền đến một thanh âm, trên người của hắn có Quý Thiên Nhân Quả. Mà ta cùng với Quý Thiên Nhân Quả nếu gặp nhau, đối với hắn rất bất lợi. Khả Cửu Tư nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư vô, "Quý Thiên." Trong mắt Khả Cửu Tư nhoáng lên một tia sát ý, không gặp được Khả Cửu Tư, Mạnh Hạo liền trầm mặt trời đi. Hắn đến tiên khư, Năm đó, cần đến Chí Tôn Kiều, hắn đã từng thấy một đoạn hài cốt. Mạnh hạo đã từng có thể dựa vào hài cốt để sáng tạo ra Chí Tôn Pháp, nhưng lại không thể mang theo. Mà giờ này, Chí Tôn Kiều của hắn đã chuyển hóa, không còn hư ảo nữa mà mượn đạp thiên kiều ngưng tụ thành thực chất. Vả lại, với tu vi của hắn hiện giờ, cũng có thể dựa vào trí Tôn Pháp của bản thân, chân chính dung hợp Chí Tôn Kiều hài cốt. Thân ảnh hắn như một đạo cầu vòng sông thẳng vào trong tiên khư dựa theo lối đi năm đó, hắn vội vã đi vào. Trong tiên khư này, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy những hình ảnh bụi bặm như là đầu to, thần miếu đổ nát còn có một thi thể không biết tồn tại bao lâu rồi, mảnh vỡ của mặt đất, mảnh vỡ của pháp báo, dấu vết của cung điện phiêu tán trong hư vô, mạnh hạo đi rất lâu, hắn đi đến chỗ năm xưa sáng lập đạo Pháp. Ở nơi đó, Mạnh Hạo đã tìm ra và cảm ngộ được Chí Tôn Kiều, chính là cây cầu đổ nát kia, cây cầu kia chỉ có một đoạn, đứng trên mặt đất. Cho dù nhìn thấy từ rất xa, Mạnh Hạo cũng có thể cảm nhận được một luồng uy lực chí tôn từ cây cầu kia truyền tới, còn có một nguồn lực lượng của thiên địa cuồn cuộn, dường như cây cầu này đã từng đứng sừng sững trên chín tầng trời, được vô số sinh mạng cúng bái. Thậm chí là khát vọng bước lên đỉnh tối cao, nhưng giờ này, nó đã vỡ vụn, có lẽ những phần khác cũng đã tiêu tán qua năm tháng. Duy chỉ có một phần nhỏ này là rơi xuống đây, đã bao nhiêu năm trôi qua? nó vẫn thủy chung ở chỗ này, không một ai có thể mang đi. Cho dù là quý thiên, cũng không thể mang đi, càng không cần nói đến những đạo cảnh khác, chỉ có mạnh hạo năm đó ở nơi này, sáng tạo ra trí tôn pháp thuộc về riêng hắn. Thông qua đạo pháp, một lần nữa ngưng tụ lại cây cầu kia. Cùng nhờ vậy, hắn mới đủ tư cách trở thành danh sách. Hôm nay, Mạnh Hạo đến đây chính là muốn mang cây cầu đổ nát này đi. Người là Bỉ Ngạn Kiều. Ta không biết tên trước kia của ngươi. Nhưng ta biết, rất nhiều người biết ngươi." Mạnh Hạo nhìn cây cầu, nhẹ giọng nói. Hắn nghĩ tới người áo đen đi ra từ Chí Tôn Họa ở Như Phong giới, lại nghĩ đến thần tình của đối phương khi nhìn thấy Chí Tôn Kiều, có lẽ, cái gọi là bỉ ngạn, ngay cả Chí Tôn cũng cần thông qua ngươi mới có thể trở thành Chí Tôn, nhưng hôm nay, ta đến mang ngươi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn Kiều của riêng ta." Mạnh Hạo đôi mắt phát sáng, cất bước đi về phía cây cầu kia tản ra uy lực chí tôn trong tiếng nổ tầm ầm toàn thân mạnh hạo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh hắn vung tay một cái chí tôn kiều của hắn lập tức xuất hiện dung mạnh hạo gầm nhẹ hai tay bấm quyết hướng về phía chí tôn kiều lập tức hai cây cầu bắt đầu dung hợp mạnh hạo trên chí tôn kiều gào thét kiều hồn giúp cho lần dung hợp này không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn dung hợp bắt đầu chậm chạp tiến hành cùng với đó Quy lực của chí tôn kiều lại càng khổng lồ hơn. Trong tiếng nổ tầm ầm, thiên địa thất sắc, dường như có một cơn gió lốc quét ngang qua tiên thư. Dường như lúc này, chí tôn kiều mới thật sự thức tỉnh, trên cầu, uy lực càng ngày càng mạnh. Bầu trời cuồn cuộn, tiên khư chấn động. Giờ khắc này, cả sơn hải giới đều rung chuyển. Mặc dù sơn hải giới không có bài xích, nhưng là có một ánh mắt vô hình, dường như mang theo hồi ức, ngóng nhìn về nơi này, về cây cầu kia, thậm chí ở sơn hải giới, trong 33 thiên, mặt đất chấn động dữ dội khiến cho vô số tu sĩ ở nơi này, chớp mắt đều rung động, không biết là xảy ra chuyện gì, bên ngoài 33 thiên còn có một thế giới rộng lớn, ánh mặt trời phủ xuống những pho tượng trên mặt đất. Toàn bộ tu sĩ ở đó đều chấn động trong lòng, mơ hồ có thể thấy được, giữa không trung, hướng về phía sơn hải giới, bên cạnh pho tượng trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một cây cầu cây cầu này giống như chí tôn kiều, chẳng qua là không trọn vẹn, dường như chỉ là một vật tượng trung, không phải một cây cầu thực sự. Thời khắc này, cây cầu kia đang rung chuyển, có người, thức tỉnh nó rồi. Thanh âm của trầm thấp của một nữ nhân, mang theo ngưng trọng, chậm rãi truyền khắp bốn phương tám hướng, dưới 33 thiên, ở sơn hải giới, núi thứ chín trong tiên thư, mạnh hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, thân thể bay mạnh ra, rơi trên trí tôn kiều cửa hắn hắn nâng hai tay lên, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái, dung, ầm, trong tiếng nổ ầm trời, chí tôn kiều của mạnh hạo rơi xuống, tốc độ dung hợp ngày càng nhanh hơn. Khí tức trên chí tôn lập tức phủ đầy một khoảng trời rộng. Mạnh hạo đánh mạnh vào khí tứ này. Cho dù đây là chí tôn pháp của hắn nhưng hắn vẫn không chịu nổi, máu tươi phun ra, hai mắt của hắn mang theo chấp niệm. Lần này, bất kể là như thế nào, hắn cũng phải mang được hài cốt của chí tôn kiều đi cũng muốn dung hợp để chí tôn kiều của mình ngày càng mạnh hơn tái dung toàn thân mạnh hạo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh chí tôn kiều của hắn kiều hồn hắn liều mạng khống chế chí tôn kiều một lần nữa trong tiếng nổ tầm ầm hai cây cầu dung hợp lần nữa song lại có một sự bài xích trong chớp mắt ầm ầm bạo phát tạo nên phản chấn khiến cho mạnh hạo phun ra máu tươi chí tôn kiều của hắn dường như muốn sụp đổ dường như, tôn nghiêm từ cây cầu đổ nát kia không cho phép nó bị bất kỳ kẻ nào khống chế, không cho phép nó thành sở hữu của bất kỳ ai, bị đóng, anh Vũ đi ra cho ta. Mạnh hạo lau máu tươi, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, bị đóng cùng anh Vũ từ trong túi trữ vật bay ra. Hai người này vừa mới hiện thân lập tức mở to mắt, ngươi ngươi ngươi, ngươi đang làm gì? Bị đóng hơi run rẩy hỏi. Hắn cảm thấy cây cầu đổ nát kia kinh khủng đến cực hạn, ẩn chứa một lực lượng đủ để cho thiên địa phải biến sắc, thế giới phải nổ tung. Lực lượng này tuy rằng không trọn vẹn nhưng vẫn còn tồn tại, là cây cầu kia. Trấn áp nó, con bà nó, ngươi giúp ngũ gia trấn áp nó. Anh Vũ hưng phấn gào thét, hóa thành một luồng sáng chạy thẳng tới chỗ trí tôn kiều. Khiến cho uy lực trí tôn kiều của mạnh hạo tăng lên, ầm ầm hạ xuống, bị đóng rung rung, cắn chặt răng. Tập trung sức mạnh vào thân thể, bất ngờ hóa thành một sợi dây, bay trong không gian. Lựa chọn ngu ngốc đáng yêu này, rõ ràng là muốn trói buộc cây cầu tàn phế kia cùng với Chí Tôn Kiều lại chung một chỗ, trong tiếng nổ tầm ầm, Chí Tôn Kiều dung hợp. Tu Vi Mạnh Hạo lập tức tăng lên, vận chuyển toàn thân, hoàn toàn bộc phát. Lực lượng la thiên đạo tiên khuếch tan, tiếng nổ vang ầm, quẩn ép dung hợp. Chí Tôn Kiều cơ hồ sắp chồng lên cây cầu đổ nát kia, nhưng ngay lúc này, lực phản chấn cùng với khí tức bài xích theo đó tăng lên. Mạnh hạo bấm quyết, cấm pháp phong yêu hoàn toàn thi triển, ngươi đã vỡ nát. Cho dù năm đó ngươi chí cao vô thượng, nhưng giờ này, ngươi đã chết, lại không còn trọn vẹn, mất đi hơn phân nữa, mà chí tôn pháp của ta có thành ý cùng với đạp thiên kiều, ta không tin không dung hợp được ngươi. Mạnh hạo trong mắt tràn ngập tơ máu, máu tươi phun ra, hắn cắn răng một cái, trực tiếp lấy miết bàn quả thứ tư đặt lên mi tâm. Chó ngao, mạnh hạo trống lớn. Chó ngao lập tức bay ra, hóa thành áo choàng, anh Vũ. Mạnh Hạo lại trống lên. Anh Vũ bay ra, gương đồng bay trong không gian lập tức trở thành chiến binh, không phải là trường đao mà tạo thành một quyền sáo từ trong tay Mạnh Hạo trực tiếp bước ra. Khí thế ầm ầm nổi lên, một quyền đánh xuống, đây là một quyền sát thần, lại trong thời khắc Mạnh Hạo ở đỉnh phong nhất. Một quyền này khiến cho đạo cảnh phải động dung. Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo vốn là may mắn có được điều kiện dung hợp, giờ phút này, một quyền đánh xuống, tu vi toàn thân sáp nhập vào trong Chí Tôn Kiều khiến cho cây cầu kia trong chớp mắt chồng lên, hoàn toàn vừa khiết, chồng lên hoàn toàn, chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một nữ nhân, mặc áo trắng, đó chính là Hải Mộng Chí Tôn. Nàng nhìn Mạnh Hạo ở phía dưới, thấy hắn đang dung hợp Chí Tôn Kiều, thần sắc nàng lộ ra chút phức tạp, ngay tại lúc chồng lên cây cầu đổ nát bị dung hợp kia rung mạnh một cái, không ngờ, trắc một tiếng, tự mình vỡ tan giống như kiến một năm đó tự băng vu bầu trời cũng không muốn ngẩng đầu nhìn quý gia. cây cầu đổ nát này biết mình không cách nào ngăn trở dung hợp nên đã hư nhược đến cực hạn. nếu đổi lại là người khác, cho dù nó có hư nhược cũng vẫn có thể trấn áp được. chỉ là đối với mạnh hạo, nó không làm được. mạnh hạo có ý của chí tôn kiều, có thân của đạp tiên kiều, cũng có kiều hồn, thậm chí chí tôn kiều của mạnh hạo mới là chí tôn kiều thực sự tuy không bằng cây cầu đổ nát này đã từng một thời chí cao vô thượng nhưng so với nó lại hoàn chỉnh hơn một khi như vậy nó không cách nào ngăn trở dung hợp nó chỉ có thể dựa vào khí tức cuối cùng tự mình tan vỡ hủy diệt cũng không muốn bị chồng lên mạnh hạo biến sắc nhìn cây cầu đổ nát tan vỡ trở thành tro bụi ánh mắt hắn lộ ra hàng ý kinh người thà rằng tự vỡ cũng không muốn chồng lên sao ngươi cứ như vậy mà tan vỡ. Nhưng sự tan vỡ của người khiến chó chí tôn kiều của ta thay thế ngươi, tân sinh. Mạnh hạo gầm nhẹ. Hai tay nhấn một cái xuống chí tôn kiều, lập tức chí tôn kiều phát ra ánh sáng rực rỡ, không hề chồng lên mà là cắn nuốt, cắn nuốt cây cầu đổ nát kia, tự mình tân sinh, từ nay trở đi, thế gian này không còn cây cầu đổ nát kia nữa chỉ có chí tôn kiều của mạnh hạo, trong tiếng nổ tầm ầm, chí tôn kiều toàn lực cắn nuốt, hoàn toàn dung hợp cho bụi của cây cầu kia. Theo đó, khí thế cũng dần dần bộc phát, long trời lỡ đất, chí tôn kiều đã chân chính hoàn thành tân sinh. Từ hư ảo hoàn toàn trở thành chân thật, trong khoảnh khắc nó trở nên chân thật, 33 thiên nổ vang, tất cả mọi cây cầu đều tan vỡ. Trong thế giới rộng lớn bên ngoài kia, pho tượng trên mặt đất, những cây cầu không trọn vẹn, trong chớp mắt, đều tan vỡ. Tan vỡ, vĩnh viễn, ở tiên khư thế giới, hải mộng chí tôn đứng trên mạnh hạo lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng thanh âm vang vọng nó từng có một cái tên là đạp hiện tại nó là chí tôn kiều mạnh hạo cắt ngang lời hải mộng chí tôn không phải hắn không cung kính mà là hắn không muốn nghe danh tự trước kia ý của hắn đối với cây cầu của mình chỉ có hiện tại không có quá khứ mạnh hạo trong lúc xoay người liền vung tay lên từ chí tôn kiều truyền ra tiếng vù vù uy lực ngập trời khiến tiên thư nổ vang cây cầu tiêu tán, bị Mạnh Hạo thu lấy. Hắn ông quyền hướng về phía Hải Mộng Chí Tôn cúi đầu, cất bước đi xa, nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Hạo, thần sắc của Hải Mộng Chí Tôn lộ ra chút hoảng hốt, năm đó Cửu Phong Đại Ca cũng có khí thế như vậy. Đăng bởi: admin, chương 1556, lục ảnh tái hiện. Mạnh Hạo đòi nợ, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông đã đi hết toàn bộ, cố nhân cũng thấy, Chí Tôn Kiều cũng thu, về phần đòi nợ giờ này chỉ còn lại có ba đại gia tộc chỉ là chỗ lý gia mạnh hạo ngượng ngùng đi cho nên còn dư lại cũng chỉ có tống gia và vương gia tống la đan vương một thu xong nợ các ngươi rồi mạnh mổ sẽ rời đệ cửu sơn hải này sau khi rời khỏi tiên khư mạnh hạo cặp mắt nhoáng lên một cái chạy thẳng tới vẫn thạch truyền tống trận trên thực tế đáy lòng hắn còn có một nơi cuối cùng hắn muốn đi lại nữa bắc lô tinh một tinh tú so với nam thiên tinh khổng lồ hơn thậm chí so với Đông Thắng Tinh còn muốn khổng lồ hơn nữa. Từ rất xa vừa thấy, tinh này là một hình cầu to lớn màu lam, xung quanh nó bất ngờ vây quanh ba tinh tú hơi nhỏ một chút. Ba tinh tú này phân biệt thuộc về ba đại gia tộc, thậm chí Bắc Lô tinh này cũng đều phân chia thành ba khu vực, ba đại gia tộ, cùng nhau ra sức chiếm cứ. Ở chỗ này, bất kỳ tông môn giáo phái nào đều phải phụ thuộc vào ba đại gia tộc mà tồn tại. Mà lúc này, ở một trong ba tinh tú bên ngoài Bắc Lô tinh, trên tinh tú đại biểu cho tống gia thân ảnh mạnh hạo theo truyền tống trận hào quang lóng lánh cất bước đi ra hắn vừa mới xuất hiện ở phía trước hắn bất ngờ có khoảng trăm đệ tử tống gia sớm đã chờ đợi gần như ngay khi mạnh hạo đi ra lập tức liền có một cái đệ tử tống gia tiến lên đưa ra một cái túi trữ vật công tử nhà ta nói tiền tài sản lúc trước ngươi vơ vét đều ở nơi này tống gia tộc nhân kia đưa ra túi trữ vật nội tâm tức giận ném túi trữ vật ra mạnh hạo chớp chớp mắt Nhìn xem Tống gia bộ dáng này, biết được từng hình ảnh bản thân lúc trước đòi nợ đã truyền thắp đệ Cửu Sơn Hải, không nhận người chào đón, cho nên Tống gia trực tiếp liền lấy ra tiền nợ muốn đuổi mình đi, nhưng mà Mạnh Hạo không ngại a, à, mục đích của hắn vốn chính là muốn đòi nợ, thần thức quét một cái, sau khi phát hiện số tiền chính xác, xoay người muốn đi, không phải dùng truyền Tống trận, mà là muốn vượt qua tinh không, bởi vì trạm kế tiếp của hắn là Vương gia. Lúc này bên trong truyền Tống trận lục tục có tia sáng truyền ra những tu sĩ đệ cửu sơn hải xem náo nhiệt đang nhanh chóng lại tới theo từng tên một đến sau khi thấy một màn như vậy đều có chút hưng trí buồn tẻ bọn họ muốn xem chính là một màn mạnh hạo phát huy đòi nợ chứ không phải là loại này không nóng không lạnh trực tiếp trả lại tiền mắt thấy tất cả sắp kết thúc ở trên một đỉnh núi xa xa chỗ này tống la đang dùng bí pháp xa xa nhìn một màn này nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng uất ức nhưng lại không có cách nào suy nghĩ chỉ cần đuổi mạnh hạo vắt cổ chày ra nước này đi, từ nay về sau thanh toán xong, cũng là chuyện tốt, nhưng cố tình đúng lúc này, tống gia tộc nhân ném túi trữ vật cho mạnh hạo kia có lẽ là nội tâm quá mức khó chịu, khi mạnh hạo xoay người muốn ly khai, bỗng nhiên lên tiếng châm chọc, công tử nhà ta nói, người đang làm, trời đang nhìn, người dùng biện pháp như vậy vơ vét tài sản tiền tài, sớm muộn gì nhất định sẽ bị báo ứng. Người này vừa nói ra, Tống gia tộc nhân chung quanh hắn đều sửng sốt một chút, ngay cả xa xa Tống La Đan cũng đều sửng sốt, chợt đứng lên, trên mặt lộ ra tức giận, hắn có thể thề, cho tới bây giờ hắn không làm cho đối phương nói ra câu nói này, mà hắn biết tính tình của Mạnh Hạo, hắn biết, câu nói này vừa nói ra, chuyện liền sẽ hỏng bét, chết tiệt. Tống La Đan thân thể mạnh chạy ra, hắn không thể tiếp tục ở trong chỗ này quan sát, hắn muốn lập tức giải thích. Nghĩ tới chính mình vì xoay sở tiền mà gần như đem tất cả người trong tông môn có thể mượn đều mượn một vòng, thậm chí còn hướng tông môn mượn tiền, lúc này mới tập hợp đủ, nhưng giờ này, nếu như bởi vì một câu nói, trong nháy mắt phá hủy hết thảy mọi thứ, hắn khóc không ra nước mắt, Mạnh Hạo đã muốn ly khai, cất bước đang muốn bay ra, sau khi nghe được câu nói này, xoay người liếc nhìn Tống gia tộc nhân lên tiếng kia, cùng lúc đó, bốn phía những tán tu đến chỗ này xem náo nhiệt kia, từng tên một lập tức tinh thần phấn chấn, thậm chí có không ít đều âm thầm cảm thấy cần phải cảm tạ tống gia tộc nhân lên tiếng kia, thú vị, mạnh hạo bỗng nhiên cười, tống gia tộc nhân kia thân thể run rẩy, dưới ánh mắt này cùng nụ cười của mạnh hạo, từ từ lui về sau, trán của hắn đều xuất hiện mồ hôi, tống la đan, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn không có ngu dốt như vậy, lấy tính cách của hắn, hoặc chính là cắn răng xoay sở tiền cho ta, hoặc là liền cắn răng không cho nhưng cho dù là lựa chọn cái nào cũng sẽ không có câu nói này. Xem ra địa vị của Tống La đang ở Tống Gia có chút không xong a à, nhưng mà không có vấn đề gì. Ta và hắn là bằng hữu thôi, ta có thể giúp hắn. Nụ cười của Mạnh Hạo rất là rực rỡ, còn mang xấu hổ, dường như có chút ngượng ngùng nhưng lời của hắn còn có nụ cười, lại là khiến Tống Gia tộc nhân trước lên tiếng kia sắc mặt đại biến. Câu nói kia là công tử để ta Tống La đang đi ra gặp ta mạnh hạo bỗng nhiên lên tiếng thanh âm cuồng cuộn như sấm chớp nổ vang truyền khắp bốn phương tám hướng vang vọng tinh tú gần như khi thanh âm của hắn truyền ra xa xa tống la đang thân ảnh như điện chớp rầm rầm mà đến tốc độ cực nhanh nháy mắt tới gần khi xuất hiện hắn vung tay áo một cổ cuồng phong nổ vang cuốn tộc nhân trước lên tiếng kia chạy thẳng tới xa xa khiến cho tộc nhân này máu tươi phun ra lập tức bị thương nặng bà nội ngươi ngươi dám gài bẫy ta bắt lại người này cho ta tống la đang rống giận xung quanh tống gia tộc nhân lập tức có mấy người tiến lên nhanh chóng bắt tộc nhân trước lên tiếng kia không có đi hỏi rốt cuộc là người nào sai khiến đối phương mở miệng như thế tống la đang xoay người nhìn về phía mạnh hạo sắc mặt hắn âm trầm nội tâm cũng có buồn khổ sớm nhất nếu không phải là chính hắn cảm thấy mặt nhục nhã không muốn trực tiếp đối mặt mạnh hạo cũng sẽ không có chuyện lúc trước mạnh hạo tựa như cười chế dẻo nhìn tống la đang chờ đợi đối phương lên tiếng câu nói kia không phải là ta nói tống la đang chần chờ một chút cứng rắn lên tiếng ta biết nhưng mà ta cảm thấy dựa vào sự quen biết của chúng ta chuyện này muốn ta hỗ trợ hay không a à? giá tiền có thể thương lượng mạnh hạo cười nói tống la đang đang muốn cự tuyệt nhưng cặp mắt nhoáng lên một cái bỗng nhiên thấp giọng truyền âm ngươi muốn bao nhiêu những thứ bên trong túi trữ vật tăng gấp đôi nửa liền có thể ngươi quá độc ác Hắn kêu Tống La Thần, là thiên kiêu dòng chính Tống gia, cùng ta tranh đoạt vị trí đạo tử, ngươi đừng giết hắn, phá hủy danh dự liền được rồi." Mạnh Hạo cười cười, đột nhiên lên tiếng, thanh âm như sấm chớp, cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn bốn phương tám hướng, "Tống La Thần, ngươi thiếu tiền của ta, nên trả rồi." Thanh âm của hắn giống như thiên uy, nổ vang bầu trời mặt đất, truyền khắp tinh tú, khiến vô số ngọn núi chấn động, một cái thanh âm âm lãnh từ đàng xa bay tới. Mạnh đạo hữu, tống mổ không nhớ rõ thiếu ngươi tiền, thiếu tiền ngươi là tống la đan, ta nói ngươi thiếu, ngươi liền thiếu. Khi mạnh hạo lên tiếng, thân thể bước lên trước đi ra, thân thể hắn nháy mắt liền xuất hiện ở xa xa, tay phải nâng lên hướng về mặt đất một quyền rơi xuống, ầm một tiếng, mặt đất sụp xuống, một thân ảnh cấp tốc bay ra, đó là một thanh niên, gương mặt tuấn lãng, duy chỉ có hai mắt dài nhỏ, vốn là lóe lên tia ác độc nhưng giờ này lại mang kinh hoảng bị bá đạo của mạnh hạo chấn nhiếp, mạnh đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thanh niên này rống lớn, thân thể cấp tốc lui về sau, trong tống gia có mấy chục đạo cầu vồng, cấp tốc bay tới, chính là cường giả thủ hộ xung quanh tống gia. Hành vi của mạnh hạo tại các tông giáo phái khiến gia tộc tông môn của hắn sớm đã biết tin tức, không muốn dây dưa mạnh hạo chỉ hy vọng mau sớm đuổi mạnh hạo đi, nhưng mà cũng vì để ngừa vạn nhất, cho nên những người bảo vệ ở nơi này, lúc này mắt thấy mạnh hạo xuất thủ lập tức liền xuất hiện, mạnh hạo, tiền ngươi đã cầm đi, còn muốn làm gì? Một loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra, mấy chục đạo cầu vòng tới gần, liền muốn ngăn cản mạnh hạo đánh thanh niên kia, tiền tống la đang đã đổi, tuy nhiên tiền tống la thần vẫn còn không có, mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, cuồng phong nổ vang, khiến cho thân ảnh hơn 10 người kia toàn bộ bị ngăn cản, từng người một tâm thần chấn động, mạnh hạo đã cất bước, chạy thẳng tới tống la thần đang lui về sau mà đi ta không có thiếu tiền ngươi tống la thần nội tâm sớm đã hối hận không nên lợi dụng mạnh hạo đi suy yếu tống la đan nhưng giờ này hối hận đã vô dụng hắn nhanh chóng lui về sau nhanh bóc nát ngọc giảng muốn trưởng lão gia tộc tới cứu ngươi còn không xứng thiếu tiền ta ý đồ nâng lên chuyện ta cùng với tống la đan loại mưu kế này quá mức nông cạn ta thật không rõ tâm trí như ngươi làm sao có thể sẽ làm tống la đan cảm thấy có uy hiếp mạnh hạo lắc đầu lên tiếng tay phải nâng lên, hướng về Tống La thần mạnh một trảo, dưới một trảo này, Tống La thần thân thể mạnh run rẩy, không bị khống chế, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến, lão tổ cứu ta. Tống La thần hét lên, Mạnh Hạo bỗng nhiên tay trái nắm lại, hướng về một bên hư vô, trực tiếp rơi xuống một quyền, một quyền này là sát thần. Một quyền rơi xuống, hư vô trực tiếp sụp xuống tan vỡ, một tiếng kêu đau từ bên trong truyền ra, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là một lão già gầy còm. Sau khi lão già này đi ra, sắc mặt âm trầm, hắn muốn đi cứu Tống La Thần, đã tới không kịp, lúc này trơ mắt nhìn Tống La Thần bị Mạnh Hạo bắt lại. Mạnh Hạo, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, Tống gia ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi cũng không cần thật quá đáng. Lão già gầy âm lãnh lên tiếng, trên người hắn có đạo cảnh khí tức tràn ra, lão già này chính là một trong mấy vị đạo cảnh Tống gia. Khi lời nói của hắn truyền ra, trên tinh tú của Tống gia này, còn có một cổ đạo cảnh khí tức mơ hồ tràn ra, mặc dù không có hiện thân, nhưng lại xa xa khóa được mạnh hạo, thậm chí ở đó cách đó không xa trên bắc lô tinh, đồng dạng còn có một cổ đạo cảnh khí tức kinh khủng hơn đang chú ý chỗ này, tống gia đạo tử tranh, cùng ta không quan hệ gì, nhưng nếu người này muốn tính kế ta, tổng phải bỏ ra giá cao một chút, mạnh hạo cầm lấy tống la thần, nhìn về phía lão già gầy kia, đối với những đạo cảnh khí tức dường như không thèm để ý chút nào. Lão già gầy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tống La thần một cái, hắn cũng là mới vừa mới biết, Tống La thần âm thầm làm chủ, muốn đi tính toán Mạnh Hạo, nội tâm hắn thầm mắng đối phương ngu xuẩn, cả gia tộc đều thầm chấp nhận hành vi Tống La đang chung quanh xoay sở tiền, thậm chí tại lúc không đủ, đều phải mượn tiền cho Tống La đang, có thể thấy được ý chí của Tống gia cao tầng là không đi trêu chọc Mạnh Hạo, nhưng cố tình, ngu xuẩn này cư nhiên lại vào lúc này còn ý đồ đi châm ngòi, ở lão già gầy nhìn lại đối phương sớm đã ngu xuẩn hết thuốc chữa nếu không phải là huyết mạch có giá trị đặc thù thậm chí đối với cả tống gia đều rất mấu chốt hắn mới không muốn để ý tới chuyện này chuyện này sẽ cho ngươi một cái công đạo lão già chậm rãi lên tiếng mạnh hạo mỉm cười dứt khoát buông lỏng tống la thần ra lúc đang muốn nói chuyện hắn bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái trực câu câu nhìn phía sau lão già cả người vẽ mặt bỗng nhiên đại biến lão già sửng sốt lập tức quay đầu phía sau hắn cái gì cũng không có, mày nhăn lại, hắn đã nhận ra Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, Mạnh Hạo hít thở gần như dừng lại, một hơi thở trước, ở trong mắt của hắn, phía sau lão già không có chút dị thường nào, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy, phía sau lão già kia có thân ảnh một người mặc màu đen áo dài, một đầu tóc bạc, chậm rãi đi qua, thân ảnh kia tản ra sát khí long trời lở đất, chính là Chí Tôn trong Như Phong giới, đệ nhất danh sách trong Chí Tôn pháp, Lục đăng bởi admin